chương 3100, giận dữ. Đây là bởi vì Lăng Hàn gia chỉ lực lượng ở trên người hắn, lại thêm đại địa nơi này bị thiên tôn rèn luyện qua, vô cùng cứng rắn, giống như dùng ma bản ép đậu nành, dù hắn là tiên vương tầng 9 cũng gánh không được. Lại nói, tu vi của hắn đã bị phong ấn, căn bản là không có cách điều động quy tắc đến hộ thân. Lăng Hàn không hề đồng tình, trước khi ngự vô địch xuất thủ với con, cháu trai của hắn, hắn liền đã phán quyết ngự vô địch tử hình hắn hoàn toàn không thèm để ý ánh mắt của người khác một đường lên núi tất cả mọi người lấy làm kỳ nhao nhao đi theo đồng thời tự nhiên có người báo cáo tình huống cho phương diện võ viện động tĩnh này có chút lớn không đợi lang hàn kéo người lên đỉnh núi người ở phía trên ngược lại đã được tin tức nhao nhao đi ra ngự ngự huynh nhìn thấy ngự vô địch bị kéo trên mặt đất trình phi văn kinh hãi đây là tình huống như thế nào ngươi chính là trình phi văn lang hàn hỏi ngươi thật to gan lại dám làm nhục đệ tử võ viện như thế trình phi văn quát lớn trong võ viện chỉ cần tranh lệch cảnh giới không cao hơn hai tầng có thể vì tiện xuất thủ chỉ cần không giết người tạo thành trọng thương không thể khôi phục là được nhưng mà có thể đả thương người cũng không đại biểu có thể ô nhục người giống lăng hàn coi ngự vô địch thành chó chết lôi kéo cái này thực là vượt ra khỏi cực hạn lăng hàn gật gật đầu đưa tay bắt về phía trình phi văn trình phi văn vội vàng lui ngay cả ngự vô địch cũng bị lăng hàn bắt vậy chiến lực của hắn cùng ngự vô địch chỉ tương đương, tuyệt không có khả năng là đối thủ của Lăng Hàn. Chỉ là, chiến lực của Lăng Hàn có thể địch nhị bộ thiên tôn, chỉ là tiên vương tầng 9 cũng có thể trốn được sao? Một trường đè xuống, Trình Phi Văn liền bị Lăng Hàn cầm xuống. Ngươi muốn làm cái gì? Trình Phi Văn vừa giận vừa sợ, Lăng Hàn không đáp, thắt Trình Phi Văn ở trên xiềng xích, kéo xuống núi. A, à, Trình Phi Văn gầm thét, đây là vô cùng nhục nhã a. À? Lăng Hàn chỉ làm như không nghe thấy, hắn muốn tìm người thứ ba. Tất cả mọi người vây xem, gia hỏa này nghiêm trọng phá hoại quy củ của võ viện, khẳng định sẽ có cường giả ra mặt chân áp, đến lúc đó lại sẽ kết thúc như thế nào. Thương thương thương, xiềng xích ma sát trên mặt đất, phát ra thanh âm chói tai, mà ngự vô địch cùng trình phi văn đều kêu thảm, bọn hắn bị phong ấn tu vi, làn da ở trong ma sát bị phá vỡ, máu tươi chảy ra, lưu lại một vết máu ở trên mặt đất. Nếu bọn hắn không phải tiên vương, chỉ đổ máu cũng đủ để cho bọn hắn tử vong dù như thế bọn hắn cũng là máu thịt be bét vô cùng thê thảm rất nhiều người không rõ chân tướng đều xì si xào bàn tán nói lăng hàn tàn nhẫn vì sao đối đãi đệ tử võ viện như thế người đủ chưa thời điểm lăng hàn mới vừa đi xuống núi liền nghe được một thanh âm ở trong lỗ tai của hắn vang lên lăng hàn ngẩng đầu ánh mắt nhìn về phía sơn phong xa xa lắc đầu chưa đủ thanh âm này chỉ có hắn nghe được bởi vậy thấy lăng hàn nói một mình tất cả mọi người không hiểu thấu hắn tại cùng ai nói chuyện lại là ý tứ gì không đủ cái gì không đủ ai một âm thanh thở dài trầm thấp vang lên bên tai mọi người liền thấy một người áo xám xuất hiện hắn nói nể tình thân nhân người bị thương bản tôn cho phép ngươi xuất thủ trừng trị nhưng bây giờ quá mức rồi hồng vân đại nhân mọi người không ai không quỳ xuống đây là một vị nhị bộ thiên tôn cũng là người mạnh nhất hiện tại trong võ viện ngự vô địch cùng trình phi văn tỉnh hồn lại ai cũng lớn tiếng gọi xin hồng vân đại nhân làm chủ ở trong võ viện công nhiên làm nhục đệ tử khác đây tuyệt đối phá hư quy củ mà trước mắt bao người hồng vân thiên tôn có thể như không có việc gì vùi lấp qua sao không có khả năng hai người này chính là muốn kích hồng vân thiên tôn xuất thủ trừng trị lăng hàn lăng hàn không chút biểu tình trước đó thời điểm bọn hắn nhục nhã làm tổn thương nhi tử ta lại không quá mức sao một đối một là luận bàn quần ẩu đây tính toán là cái gì bọn hắn đã không tuân quy củ vậy ta cần gì phải thủ quy củ ngươi trách không được bản tôn hồng vân thiên tôn thở dài đưa tay chộp tới lăng hàn nếu như lăng hàn chỉ âm thầm đối phó ngự vô địch vậy hắn có khả năng liền mở một mắt nhắm một mắt nhưng bây giờ không được hắn lại không ra tay lại đặt uy nghiêm của võ viện ở chỗ nào lăng hàn hừ một tiếng đấm ra một quyền nghinh tiếp bành kinh lực của hai người đụng vào nhau lập tức dẫn động siêu cấp phong bạo mà người ánh mắt sắc bén y nguyên có thể bắt được hồng vân thiên tôn bị đánh bay Trời ạ, à, nhị bộ thiên tôn xuất thủ, thế mà không địch lại Lăng Hàn. Khi phong bạo lui tán, đám người thấy được rõ ràng, Lăng Hàn y nguyên đứng ngạo nghế tại chỗ, cái eo thẳng tắp, thần sắc kiên nghị, ánh mắt nghiêm nghị, mang theo sát ý mãnh liệt. Hôm nay bất kể là ai tới, hắn cũng phải làm cho mấy người tổn thương nhi tử, cháu trai trả giá. T. Hồng Vân Thiên Tôn thì hít một ngụm khí lạnh, hắn là nhân vật bậc nào, lập tức liền phát hiện vừa rồi Lăng Hàn hoàn toàn là dùng lực lượng nhục thân, cũng không có điều động thiên địa vĩ lực, nhưng dù như thế cũng vượt trên hắn mặc dù hắn còn không có tu nhị bộ đến viên mãn nhưng làm sao cũng là nhị bộ thiên tôn a à, vậy mà không địch lại đây là quái vật như thế nào mà ngự vô địch cùng trình phi văn thì tuyệt vọng ngay cả nhị bộ thiên tôn cũng không phải đối thủ của lăng hàn sao nếu thật như vậy vậy coi như ngự hư thiên tôn trở lại lại có thể trấn áp được lăng hàn sao thiên tôn có được đặc quyền không thể tưởng tượng chỉ cần không đầu nhập vào cuồng loạn nhục nhã một chút tiên vương tầng chín tính toán cái gì cái nhục ngày hôm nay, bọn hắn còn có thể thu trở lại sao? Tất cả mọi người lắc đầu, ngự vô địch hỉ vào phía sau có cha là nhị bộ thiên tôn, kêu giúp đỡ, khi dễ lăng kiến tuyết, sao có thể nghĩ đến người ta cũng có một lão cha là nhị bộ thiên tôn, bây giờ lão tử của người ta đến báo thù, cái này có thể trách lăng hàn sao? Nhị tử ai bị người ở dưới mí mắt mình khi dễ sẽ không giận. Người không phải nhị bộ, Hồng Vân Thiên Tôn mở miệng, hắn tràn đầy khẳng định. Nhị bộ tuyệt không phải như vậy, hắn rất rõ ràng. Không phải nhị bộ, kia là mấy bộ, chương 3101, mặc kệ, tất cả mọi người hiếu kỳ, vừa rồi Lăng Hàn cùng Hồng Vân Thiên Tôn lẫn nhau liều một kích, ở trên thực lực là không hề rơi xuống hạ phong, vậy ít nhất cũng nên từ nhị bộ Thiên Tôn cất bước đúng hay không? Lăng Hàn cười một tiếng, không phải, Hồng Vân Thiên Tôn tràn đầy nghi hoặc, đối phương rõ ràng không có rút ra lực lượng bản nguyên của nguyên thế giới, chỉ dựa vào lực lượng bản thân liền có thể cùng hắn so sánh, thậm chí càng hơn một bậc, như vậy tu vi của đối phương khẳng định phải là tam bộ trở lên. Nhưng vấn đề là, vì cái gì đối phương không sử dụng toàn lực? Ngươi vì con báo thù, đại náo ở trong võ viện, còn có cái gì cố kỵ? Chẳng lẽ, ánh mắt của hắn nhảy một cái, trong lòng hiện lên một khả năng, toàn thân để hắn run rẩy Chuẩn thiên tôn, hắn nói ra, lời vừa nói ra, đám người xôn xao. Chuẩn thiên tôn, làm sao có thể, mở cái siêu cấp trò đùa gì? Chuẩn thiên tôn có thể đối đầu nhị bộ sao? Ha ha, vấn đề là, một câu thiên đại trò đùa như vậy từ trong miệng Hồng Vân Thiên Tôn nói ra, một vị nhị bộ thiên tôn chân chính. Người ta sẽ nhìn lầm, nhãn lực của người ta sẽ không cao minh, người ta sẽ cố ý nói láo. Lăng Hàn ngược lại không muốn giấu giếm, gật gật đầu. Không sai, ngươi là Lăng Hàn, Lăng Hàn ở một kỷ nguyên trước kia. Hồng Vân Thiên Tôn lại nói, hắn nghĩ, một kỷ nguyên trước, hắn vẫn là nhất bộ thiên tôn, nghe nói tầng không gian chiến trường thứ nhất tới một mãnh nhân, nhẹ nhóm liền giết vào tổng bảng. Lúc đó hắn còn nghĩ, đợi Lăng Hàn dảo bước tiến lên thiên tôn, tiến vào tầng thứ hai, liền xem nhân tài mới nổi này một chút. Kết quả, Lăng Hàn lại mất tích, nhưng mà, Ngô Hạo Dương cùng Lăng Hàn nổi danh lại là lực lượng mới xuất hiện, hiện tại đã là tứ bộ thiên tôn, cùng tân khí hổ, Lâm U Liên đặt song song, hợp xương tam vương, là nhân vật hắn chỉ có thể ngưỡng vọng. Vốn cho rằng Lăng Hàn chỉ có thể làm đá kê chân cho Ngô Hạo Dương, nhưng không nghĩ đến cách nhiều năm như vậy hắn lại xuất hiện chuẩn thiên tôn có thể địch nhị bộ vậy hắn đạt tới tứ bộ t hồng vân thiên tôn không dám nghĩ vị này ngày sau sẽ trở nên cường đại cỡ nào lăng hàn cái này dù sao cũng là võ viện người cũng lui một bước được không hắn khuyên nhủ một là hắn xem trọng tương lai của lăng hàn thứ hai lăng hàn cũng dùng thực lực chứng minh có được năng lực địch nổi nhị bộ có thể cùng hắn ngồi ngang hàng tự nhiên để hắn giải trừ xấu hổ Ngự vô địch cùng Trình Phi Văn thì vô cùng phiền muộn, bọn hắn là người bị hại, người ở ngay trước mặt bọn họ hảo ngôn hảo ngữ với người hành hung. Lăng Hàn lắc đầu, không có khả năng, hôm nay ta nhất định phải cho người hành hung trả giá đắt. Người mới là người hành hung, ngự vô địch cùng Trình Phi Văn thầm kêu lên, trong miệng lại chỉ có thể rên gì, đau nhức a. À. Lang Lăng Hàn kéo lấy hai người tiếp tục đi tới, mà Hồng Vân Thiên Tôn thì sắc mặt khó coi. Hắn hẳn là ngăn cản, nhưng hắn vừa vặn tới tòa trấn võ viện, toàn bộ võ viện chỉ có hắn là thiên tôn, nhưng hắn có tự mình hiểu lấy, mình không phải đối thủ của Lăng Hàn, làm sao ngăn cản được. Đi lên lăng nhằng, kia là tự rước lấy nhục, đừng tuôn ra tin tức nhị bộ thiên tôn không địch lại chuẩn thiên tôn A. Trong mắt hắn, mình một thế anh minh vượt xa tính mệnh của đám người ngự vô địch. Chết thì chết, dù sao hắn đã ngăn trở, nhưng không thể ngăn trở mà thôi. Lăng huynh, người tự giải quyết cho tốt, Hồng Vân Thiên Tôn nghiêm nghị nói, sau đó xoay người rời đi, hắn sẽ báo cáo chuyện này lên, về phần sau đó sẽ xử lý lăng hàn như thế nào vậy thì nhìn ý tứ của những đại nhân vật kia đi đi tất cả mọi người há to miệng nói không ra lời ngươi không phải tỏa trấn võ viện sao hiện tại có người công nhiên hành hung ngươi lại mặc kệ không phải hồng vân đại nhân không muốn quản mà là người này quá cường đại ngay cả hồng vân đại nhân cũng không áp chế nổi có người nói ra tình hình thực tế lăng hàn lăng hàn hồng vân đại nhân nói đây là nhân vật một kỷ nguyên trước a à, ta nghĩ ra, một kỷ nguyên trước xác thực có mãnh nhân. Các ngươi nhìn thấy trương tam lý tứ trên vạn cổ thạch kia sao? Chính là lang hàn lưu lại, còn có, nghe nói thời điểm hắn ở ngoại vực chiến trường, chỉ dùng mười mấy vạn năm liền giết vào top 100 của tổng bảng, tuyệt đối là quái vật. Ngô Hạo Dương các ngươi biết a à, lúc trước lang hàn là lực áp ngô thiên vương, được phong một đời mạnh nhất. T, tất cả mọi người nghe răng, nói cái khác đều rất chiều tưởng, nhưng uy danh của Ngô Hạo Dương quá cường thịnh, chỉ dùng một kỳ nguyên liền trở thành tứ bộ thiên tôn, nhưng từ tứ bộ tới ngũ bộ vượt qua quá khó khăn, cho nên mới một mực dừng lại ở tứ bộ. Đây là thiên kiêu vạn cổ mạnh nhất, cùng Tân Khí Hổ, Lâm U Liên Tịnh Xương Tam Đại Thiên Vương, tương lai cũng có thể thành tựu thất bộ, là hy vọng của nguyên thế giới. Mà Lăng Hàn lúc trước còn cao hơn Ngô Hạo Dương một chút, vậy hắn yêu nghiệt như thế đương nhiên có thể hiểu được. Thân sắc của Lăng Hàn không hề ba động, hắn ở trong võ viện đi lại, tìm được người khi dễ nhi tử có ít người còn không có nhận được tin tức, bị hắn bắt được ở trong động phủ, có ít người lại nhận được tin tức chạy ra, nhưng căn bản không có khả năng từ trong tay lăng hàn đào tàu, bị hắn bắt lại, bắt trở về võ viện. Trên xiềng xích buộc lấy người đã có 12 tên, mà đây cũng là toàn bộ hung thủ. Lăng hàn treo 11 người ngoại trừ ngự vô địch, sau đó giẫm ngự vô địch ở dưới chân, ép lấy mặt của đối phương. Thời điểm ở tiên vực, người này còn có thể xưng là đối thủ của hắn, nhưng bây giờ lại ngay cả tư cách chiến một trận cũng không có. Lăng Hàn, người ỷ vào tu vi cao hơn khi dễ ta có gì đặc biệt hơn người, chờ cha ta trở lại, nhất định chém thủ cấp của ngươi. Ngự vô địch lớn tiếng kêu lên, hai mắt phun lửa. Lăng Hàn gật đầu, ta cùng ngự hư cũng có một chút sổ sách, hắn trở lại, ta liền chém hắn. Ngươi, ngự vô địch không khỏi khí thế suy yếu, ngay cả Hồng Vân Thiên Tôn cũng không địch lại, mà ngự hư Thiên Tôn dảo bước tiến lên nhị bộ không bao lâu, càng không thể nào là đối thủ của Lăng Hàn. Ta hỏi ngươi, nhưng hối hận không? Lăng Hàn hỏi, ngự vô địch không còn dám ngượng chống, tạm thời cúi đầu, liền gật đầu. Hối hận, biết mình sai lầm chưa? Lăng Hàn lại hỏi, biết, ngự vô địch thành thật, chương 3102, dọn dẹp. Được, Lăng Hàn gật đầu, một chỉ điểm ra, ba, một cánh tay của ngự vô địch nổ tung, hóa thành huyết vũ. A, à, ngự vô địch kêu thảm, kém chút hôn mê, hắn vốn cho rằng cúi đầu Lăng Hàn sẽ buông tha mình, nhưng hiển nhiên tính sai. Lăng Hàn là không hề đồng tình, lại điểm một chỉ ba một cánh tay khác của ngự vô địch cũng nổ tung hắn căn bản không ngừng lại điểm qua một chỉ hai chân của ngự vô địch cũng nhất nhất nổ tung bốn phía có người nhìn xem đều không dám lên tiếng gia hỏa này cũng quá hung ác cũng bởi vì ngự vô địch đánh con của hắn thế mà ngay ở trong võ viện công nhiên hành hình đây là tiết tấu muốn lăng trì người sống sao về sau tuyệt đối không thể kết thù với lăng kiến tuyết không gặp được bất luận người họ lăng gì đều phải lẫn xa lăng hàn muốn chính là hiệu quả này người gặp qua trong võ viện có ai dám khi dễ hậu nhân lâm ra hậu nhân ngô ra chưa không có bởi vì lâm lạc ngô trí hồng đánh ra thanh danh vô địch ai cũng biết bọn hắn đã nhảy ra hạn chế của quy tắc muốn giết người liền giết người không có người có thể ngăn cản cho nên không người nào dám trêu chọc thân nhân bằng hữu của bọn hắn bởi vì vậy sẽ để cho mình vạn kiếp bất phục lăng hàn cũng muốn đánh ra hung danh uy danh bảo đảm thân nhân bằng hữu tuyệt đối an toàn nếu không để hắn làm sao ở ngoại vực chiến trường liều chết với cuồng loạn lăng huynh Hồng vân thiên tôn lại xuất hiện mặt mũi hắn tràn đầy phức tạp còn xin nghĩ lại mà làm sao ta đã nghĩ rất kỹ lăng hàn oanh ra một quyền ba đầu của ngự vô địch lập tức bị đánh nát bang thiên địa rên rỉ huyết vũ nhao nhao ánh mắt của lăng hàn mãnh liệt nhìn trời quát loại ác nhân này chết rồi cũng xứng thiên địa buồn thương trở về cho ta hắn bộc phát huy năng oanh mưa máu đầy trời lập tức đi ngược chiều, mà uy thế của hắn tràn ngập, phồng lên ở trong lòng của mỗi người, cưỡng ép nhấn xuống thiên địa dương động bi thương. Đây là nghịch thiên A, tất cả mọi người nghe rằng, mặc dù tu luyện chính là hành vi nghịch thiên, nếu không mỗi lần đột phá cũng sẽ không bị thiên kiếp oanh kích, nhưng trên thực tế, võ giả lại là bám vào thiên địa, tựa như tiên vương liền đại biểu cho quy tắc. Cho dù là thiên tôn, vậy cũng cần điều động lực lượng bản nguyên của nguyên thế giới mới có thể phát huy uy lực, khác biệt ở chỗ thiên tôn đã vượt ra, dù đi đến vị diện khác cũng có thể có được lực lượng cường đại, rút ra lực lượng bản nguyên của nguyên thế giới, không có cực hạn ở trong vị diện. Cho nên, cho dù là Thiên Tôn kỳ thật cũng sẽ không cố ý cùng thiên địa là địch. Nhưng Lăng Hàn cưỡng ép nghịch chuyển thiên địa đau buồn, lại không có ý nghĩa thực chất, cần gì chứ? Theo các đại nhân vật nói, làm trái thiên địa sẽ có hậu quả vô cùng nghiêm trọng, Thiên Tôn cũng phải cẩn thận. Bang, giữa thiên địa vang lên nộ lôi, từng đạo thiểm điện bổ gấp, nhằm vào Lăng Hàn. Nguyên bản vị diện cao cấp có tính bao dung cực lớn, có lẽ thất bộ thiên tôn toàn lực phát huy mới có thể bị nhầm vào, nhưng ai bảo Lăng Hàn cố ý nghịch thiên, cái này tự nhiên chọc giận thiên địa. Lăng Hàn không sợ, chỉ lạnh lùng nhìn lên bầu trời, sự cường đại của hắn không phụ thuộc thiên địa, hoàn toàn ở bản thân. Đạo của ta, dùng bản thân làm hạch, ta không thay đổi vị diện, nhưng lại là vị diện. Lăng Hàn thầm nói, coi như bị thiên địa căm hận, hoàn toàn cách trở hắn rút ra lực lượng thiên địa, hắn cũng không quan trọng, trận thiên kiếp này kéo dài đến nửa tháng mới tiêu tán đại biểu cho thiên địa căm hận đạt đến trình độ cực cao hồng vân thiên tôn báo cáo sở tác sở vi của lăng hàn cho cao tầng ở ngoại vực chiến trường lập tức đưa tới sóng to gió lớn có đại nhân vật chủ trương nghiêm trị lăng hàn cái này công nhiên phá hư quy củ võ viện bản thân là sai lầm lớn hơn nữa ngự vô địch còn là con trai trưởng của một vị thiên tôn nếu khoan dung chuyện như vậy thì sao để thiên tôn ở nơi này an tâm chiến đấu a à, Người nhà an toàn cũng không thể bảo đảm, vậy bọn hắn lại chiến đấu bảo vệ ai đây? Nhưng cũng có đại nhân vật duy trì lăng hàn, là ngự vô địch phá hư quy củ trước, nghỉ lớn hiếp nhỏ không tính, còn để cho người ta vây công lăng kiến tuyết, cũng khó trách lăng hàn phẫn nộ. Đương nhiên, giết người có chút hơi quá, xử trí như thế nào? Hai luận điểm đều có người ủng hộ, rằng co không có kết quả, chỉ có thể tầng tầng báo cáo, để mấy vị thất bộ thiên tôn quyết định, dù sao, lăng hàn thực quá yêu nghiệt, chuẩn thiên tôn liền có thể địch nổi nhị bộ người như vậy mới là hy vọng của nguyên thế giới rất nhanh các đại nhân vật lên tiếng cử động lần này của lăng hàn quá mức nhưng nể tình nguyên thế giới cần thiên tài như hắn đồng ý cho hắn lập công chuộc tội đợi đột phá thiên tôn liền đi ngoại vực chiến trường hiệu lực cái này tương đương không có xử phạt tin tức truyền ra tự nhiên làm ngứa hư thiên tôn tức chết hắn chỉ có một nhi tử chân hơn tính mệnh vì tiền đồ của đối phương còn cố ý phong ấn có thể thấy được hắn mong đợi nhưng bây giờ nhi tử không còn hắn muốn lập tức giết trở về cùng lăng hàn liều mạng, nhưng rất nhanh liền đè xuống xúc động. Ngay cả Hồng Vân cũng không phải đối thủ của lăng hàn, hắn càng thêm không phải. Hắn đi cầu kiến phong tình thiên tôn, sư tôn của hắn cực kỳ yêu nghiệt, hiện tại đã là tam bộ. Nếu phong tình thiên tôn nguyện ý xuất thủ, như vậy trấn áp lăng hàn tự nhiên dễ như trở bàn tay. Sư tôn, xin ngươi giúp đầu nhi một lần, ngự hư thiên tôn quỷ gối ở trước mặt phong tình thiên tôn, từ khi tiến lên tiên vương, hắn cơ hồ không tiếp tục quỳ bái phong tình, nhưng bây giờ vì nhi tử hắn lần nữa quỳ xuống phong tình ngồi ngay ngắn sau khi tiến lên tam bộ khí tức của hắn càng thêm thâm trầm có thể ở tiên vực tu thành thiên tôn bản thân cái này liền đại biểu cho thiên phú kinh người cho nên phong tình đi vào viêm xương vị diện liền nghinh đón tu vi đại bạo phát nhưng tam bộ cơ hồ chính là cực hạn của hắn không có tình huống đặc thù hắn sẽ vĩnh viễn vô vọng tứ bộ hắn nhắm mắt trầm ngâm thật không nghĩ tới một sâu kiến nho nhỏ lại có thể trưởng thành đến một bước này Ngự hư thiên tôn càng hật, lúc trước ba phen mấy bận muốn giết Lăng Hàn, nhưng bị đối phương đào thoát, nếu như lúc ấy quyết tâm của hắn có thể càng thêm kiên định, nói không chừng sớm đã xử lý Lăng Hàn, nào có nhiều chuyện như bây giờ. chương 3103, xung kích thiên tôn 1. Duyên sinh nhất mạch, còn muốn xoay người sao? Phong tình thiên tôn mở hai mắt ra, xí quang bay thẳng bầu trời. Trong võ viện không thể ra tay, nhưng hắn cuối cùng sẽ tới nơi này, chỉ cần hắn lên đường, bản tôn liền tự mình đi đánh lén hắn hắn thu hồi ánh mắt lại biến thành mặt lạnh như băng tạ ơn sư tôn ngự hư thiên tôn đại hỷ tam bộ thiên tôn xuất thủ lăng hàn hẳn phải chết không nghi ngờ không ai nghĩ tới lăng hàn vì tiện liền hóa giải một đại nguy cơ nhưng suy nghĩ một chút ai có thể ở chuẩn thiên tôn địch nổi nhị bộ kia không phải cũng có thể được đãi ngộ đặc biệt sao lại nói cũng là ngự vô địch tự mình muốn chết phá hư quy tắc trước mà người ở ngoại vực chiến trường cũng nghe nói cố sự của lăng hàn rất nhiều người đều cảm khái Lăng Hàn lúc trước lại trở lại, không hổ là Lăng Ma Vương, lộ diện một cái liền làm ra chuyện lớn như vậy. Nhưng Lăng Hàn cũng rất điệu thấp, hắn chỉ bồi con cháu, đợi cho phụ tử Lăng Kiến Tuyết hoàn toàn khỏi hẳn, hắn mới cùng nữ hoàng xuất phát, tìm kiếm hạch tâm của viêm xương vị diện. Bọn hắn phí rất nhiều năm, nhưng nơi này rất nhiều chuẩn thiên tôn đều là ở nơi đó phóng ra một bước này, bởi vậy, chỗ địa hạch cũng không phải bí mật gì, chủ yếu là đi đường tiêu tốn thời gian. Hạch tâm của vị diện siêu cao cấp cực kỳ khó tiếp cận, trên đường thông hướng địa hạch càng có thật nhiều nguy hiểm, đây chính là siêu việt quy tắc, tiên vương tầng 9 sợ ý một chút cũng sẽ chết. Lăng Hàn cùng nữ hoàng đều đã là chuẩn thiên tôn, chiến lược càng đạt đến nhất bộ, nhị bộ, đương nhiên sẽ không có khó khăn gì. Không sai biệt lắm hơn 70 năm sau, bọn hắn rốt cục đi tới nơi trọng yếu của vị diện. Bọn hắn không cách nào tiếp cận, một viên quang cầu 18 màu huyễn lệ phát sáng, đẹp đến mức không cách nào hình dung, nhưng loại ba động đáng sợ kia lại để lăng hàn tim đập nhanh, căn bản không dám đến gần. Cẩn thận một chút, trước người nghịch thiên, cực có thể bị thiên địa tận lực nhằm vào. Nữ hoàng nói, lang hàn gật đầu, thiên kiếp hắn tự nhiên không sợ, nhưng thiên địa lại có thể ẩn tàng lực lượng độc nhất vô nhị không cho hắn lĩnh ngộ, càng có thể dương động lực lượng như vậy công kích hắn, ai bảo hắn chủ động đi tới nơi này làm chi. Lăng Hàn cùng nữ hoàng tách ra một khoảng cách ngồi xuống, thực lực của hai người tranh lệch rất lớn, tự nhiên không có khả năng ngồi chung một chỗ. Càng tiếp cận địa hạch, thì càng dễ dàng cảm ứng được lực lượng đặc hữu trong đó. Hai người bắt đầu bế quan, muốn cố gắng tiến lên một bước, khó. Hai người đều đã tiếp cận thậm chí đạt tới cực hạn, không có khả năng lại dung nạp càng nhiều lực lượng vị diện, hơn nữa coi như có thể, cái này cần thời gian cũng giận sôi. Bọn hắn phát động thể chất, gia tốc thời gian, dòng dã 7.000 vạn năm sau, Lang Hàn mới rốt cuộc thể ngộ đến lực lượng độc nhất vô nhị của viêm xương vị diện, bắt đầu rút ra tiến vào thân thể. Lại là 5.000 vạn năm sau, Hắn thành công hoàn thành. Nữ Hoàng Thiên Phú không bằng hắn, nhưng dung nạp số lượng lực lượng vị diện xa xa ít hơn hắn, bởi vậy, nàng cũng thành công dung hợp cỗ lực lượng cuối cùng này. Hai người có thể xung kích Thiên Tôn, về võ viện, bọn hắn có thể ở chỗ này xung kích Thiên Tôn vị, nhưng Lăng Hàn Nghịch Thiên mà đi, đừng ở thời điểm mấu chốt nhất lọt vào thiên địa phản phệ, vậy việc vui liền lớn. Cho nên, vẫn là rời khỏi nơi này trước. Bọn hắn trở lại võ viện, thời gian lâu như vậy, lang Phi Phàm đã đạt đến tầng 9. Lăng Kiến Tuyết thì đột phá chuẩn thiên tôn, phụ tử đều đi ngoại vực chiến trường đối kháng đại quân cuồng loạn. Cùng bọn hắn đồng hành đương nhiên còn có Trần Sương Sương cùng An Tú Nhi. Lăng Hàn không khỏi lắc đầu, hắn ở chuẩn thiên tôn thời gian tu luyện thật sự là đủ dài, hiện tại ngay cả nhi tử cũng đã ở tu vi đuổi kịp mình, thậm chí đột phá thiên tôn cũng không nhất định. Hắn cùng nữ hoàng bắt đầu xung kích thiên tôn vị, cái này ở trong võ viện cũng không phải bí mật gì, tất cả mọi người hiếu kỳ, đợi Lăng Hàn phóng ra một bước này sẽ cường đại đến mức nào, nhị bộ thiên tôn khẳng định không phải là đối thủ của hắn, như vậy tam bộ thì sao? Có người chờ mong, có người đố kỵ, có người thì thầm hận, tỉ như chắc khải, đã nhiều năm như vậy, hắn cũng mới bước vào tầm 4, nhưng dùng tư chất của hắn mà nói, đây đã là kỳ tích. Không có cách, ai bảo lão tử của hắn cũng đã sớm trở thành nhị bộ thiên tôn, có thể cho hắn càng nhiều tài nguyên tu luyện chân quý hơn. Không có người sẽ hoài nghi lăng hàn thất bại, người ta đã sớm có được chiến lực của nhị bộ thiên tôn, chẳng lẽ còn sẽ kẹt ở thiên tôn vì bọn hắn không xác định là lúc nào lăng hàn sẽ xuất quan lăng hàn ngồi xuống chuẩn thiên tôn như hắn không giống bình thường người khác là dùng lực lượng một vị diện rèn luyện thân thể mà đạt tới độ cao nhất định khí lực đủ mạnh liền có thể trực tiếp rút ra lực lượng như vậy cho mình dùng làm cho chiến lược tăng gấp bội nước chảy thành sông cơ hồ không có khó khăn gì cho nên nói chỉ cần có thể thành tựu chuẩn thiên tôn vậy thì nhất định có thể trở thành thiên tôn chân chính lăng hàn hoàn toàn khác biệt hắn ở trong cơ thể tạo thành lực lượng hạch tâm, tất cả lực lượng đều là từ hạch tâm trong cơ thể phát ra, không cần đi mượn dùng lực lượng thiên địa. Bằng không thì hắn ở vị diện nào cũng chỉ có thể mượn dùng lực lượng độc nhất vô nhị của vị diện kia, làm sao cũng chỉ có một loại, vậy kỳ nguyên hắn này cố gắng lại có ý nghĩa gì? Hắn muốn để lực lượng hạch tâm đi khắp thân thể, rèn luyện đến cực hạn, có thể hoàn toàn tiếp nhận lực lượng của hạch tâm phun trào, như vậy, hắn liền có thể yên tâm to gan đối địch, nhất niệm động, nội hạch dâng trào toàn lực mà không còn chỉ là dựa vào khí lực. Hắn chậm rãi buông ra nội hạch, để lực lượng lưu chuyển trong cơ thể, quá trình này hắn đã đi qua rất nhiều lần, thuần thục, nhẹ nhóm, sau đó, hắn chậm rãi buông ra nội hạch, lực lượng dâng trào ra càng ngày càng nhiều. Oanh, trong cơ thể hắn dũng động lực lượng mãnh liệt, gầm thét vô tận. Toàn bộ võ viện đều có thể nghe được dạng động tĩnh này, để mỗi người đều chấn kinh, từ trước tới nay chưa từng gặp qua chuẩn thiên tôn nào đột phá sẽ sinh ra động tĩnh lớn như vậy chương 3104, xung kích thiên tôn 2. Thời gian không ngừng trôi qua, lực lượng vận chuyển trong cơ thể lăng hàn càng ngày càng cường đại, càng ngày càng kinh khủng, chấn động ra khí thức ba động thậm chí để không gian run dày, cũng làm cho người người cảm thấy bất an, vạn nhất dạng khí thức này mất khống chế, khả năng toàn bộ võ viện sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bảy vạn năm qua đi, nữ hoàng dẫn đầu đột phá, bước vào thiên tôn vị, mặc dù có thiên kiếp giáng lâm, nhưng nàng lại nửa điểm ảnh hưởng cũng không có. Nhưng Lăng Hàn vẫn còn tiếp tục rèn luyện thân thể, hắn dung hợp lực lượng vị diện thực sự quá nhiều, hiện tại vẫn không có đạt tới cực hạn. Hắn không vội, đây là chuyện trong dự liệu, 10 vạn năm, 20 vạn năm, gần 30 vạn năm sau, Lăng Hàn rốt cục phát hiện mình sắp đạt tới cực hạn. Nhưng mà, đúng lúc này, một cỗ lực lượng cuồng bạo đột nhiên bạo tạc ở trong cơ thể hắn. Phốc, Lăng Hàn lập tức thổ huyết, cái này rõ ràng là lực lượng vị diện mà gần đây hắn rút ra, lực lượng đặc hữu của viêm xương vị diện, Cỗ lực lượng này trước đó một mực an phận, nhưng lại ở thời điểm mấu chốt như vậy, nó đột nhiên trở mặt. Lăng Hàn vốn đã sắp đạt tới cực hạn, đột nhiên cỗ lực lượng này bạo động, đối với hắn tạo thành ảnh hưởng liền có thể tưởng tượng. Đây là đại phá hư, hắn vội vàng chấn áp, nhưng cỗ lực lượng này bạo động lại dẫn phát lực lượng vị diện khác hỗn loạn, dưới phản ứng dây chuyền, hạch tâm của hắn mất khống chế phun trào ra lực lượng, đánh thẳng vào thân thể của hắn. Ba 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 ba, xương cốt của hắn trong nháy mắt vỡ vụn, mạnh như tiên kim lại như thế nào lực lượng độc nhất vô nhị của vị diện vốn chính là thiên tôn cấp hơn nữa hiện tại lại không biết có bao nhiêu cỗ lực lượng như vậy bạo động tiên kim cũng trong nháy mắt vỡ vụn lang hàn không cách nào trấn áp những lực lượng bạo tẩu này rầm 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 hạch tâm hắn thì dâng trào càng ngày càng kinh khủng bằng tốc độ kinh người phun ra lực lượng xinh xinh xé rách thân thể hắn lúc đạt tới một cực hạn oanh hạch tâm nổ tung lang hàn trong nháy mắt hóa thành vô số mảnh vỡ Vô luận là nhục thân hay linh hồn đều nhận lấy trọng thương, hắn cưỡng ép dùng linh hồn hư nhược tụ lại, liều một lần nữa. Hắn ngồi xếp bằng xuống, từng lần một vận chuyển bất diệt thiên kinh, muốn khôi phục lại. Nhưng cái này quá khó khăn, thân thể của hắn hóa thành vô số mảnh vỡ, mà trong một mảnh vụn đều có lực lượng độc nhất vô nhị của vị diện nào đó, những lực lượng này nguyên bản bị lăng hàn dung hợp lại cùng nhau, nhưng bây giờ lại hoàn toàn tách ra, hơn nữa không hợp nhau, không cách nào dung hợp. Thất bại rồi sao? lăng hàn không cam tâm càng không thể tiếp nhận hắn cố gắng lâu như vậy tăng chiến lực lên tới tình trạng xưa nay chưa từng có nhưng bây giờ thế mà không cách nào đột phá thiên tôn phu quân bọn người lưu vũ đồng lao đến nổ lớn sau cùng mật thất bế quan của lăng hàn bị sông hủy cái này tự nhiên cũng kinh động chư nữ các nàng nhìn lăng hàn ai cũng ngạc nhiên bởi vì mặc dù lăng hàn nối liền thân thể nhưng mỗi một chỗ đều có vết máu nhất là ngực thình lình có một cái hố đang có máu tươi tuôn ra, cái này xem xét liền bất thường. Lang Hàn cười khổ, ta xung kích thiên tôn thất bại, giống như xảy ra chút vấn đề. Từ từ sẽ đến, nhất định có thể khôi phục, nữ hoàng an ủi, sau khi thành tựu thiên tôn, nàng càng ung dung hoa quý. Lăng Hàn gật đầu, tiếp tục vận chuyển bất diệt thiên kinh. Thấy Lăng Hàn còn có thể vận chuyển công pháp, chúng nữ đều nhẹ nhàng thở ra, nhưng trên mặt mỗi người đều có thần sắc lo lắng, tình huống của Lăng Hàn đến cùng nghiêm trọng đến cỡ nào. Hiện tại, các nàng chỉ có kiên nhẫn đợi lang hàn từng lần một vận chuyển bất diệt thiên kinh lại chỉ có thể đơn giản chữa trị thân thể từ bên ngoài nhìn vào vết máu trên người đã biến mất nhưng lỗ máu ở ngực vẫn còn trái tim đã biến mất một ngực có máu đang tuôn ra hắn hoàn toàn không cách nào khống chế thân thể của mình mỗi một khối cơ bắp mỗi một khối xương đều thành cá thể độc lập bên trong có một lực lượng độc nhất vô nhị của vị diện căn bản là không có cách thống nhất dạng này đừng nói chiến nhị bộ thiên tôn hắn thậm chí ngay cả tiên vương cũng không bằng Lăng Hàn thử dùng sức, lập tức kêu lên một tiếng đau đớn, lực lượng trong cơ thể xung đột lẫn nhau, căn bản đánh không ra, sẽ chỉ ở trong cơ thể tạo thành xung đột, trong nháy mắt nổ nát tay phải của hắn. Hắn lần nữa nối trở về tay phải, cho mày, hiện tại vấn đề cũng lớn, hắn không cho rằng đây là bởi vì lúc trước hắn ngỗ nghịch thiên địa, mà bị viêm xương vị diện tận lực nhầm vào. Cái này hoàn toàn là bởi vì hắn lòng quá tham, thu nạp quá nhiều lực lượng vị diện, vượt xa khí lực của hắn có thể dung nạp, cho nên, một khi toàn diện vận chuyển, hắn liền bạo tạc. Hiện tại hạch tâm vỡ vụn, hắn phí công nhọc sức, hoàn toàn thành phế nhân. Không có cách nào bổ cứu sao, Lăng Hàn không ngừng nếm thử, muốn một lần nữa tạo dựng hạch tâm, tan vào những lực lượng này, nhưng hắn phát hiện cái này căn bản là vọng tưởng, lực lượng trong cơ thể quá loạn, khẽ động liền sẽ lẫn nhau nhằm vào, trong nháy mắt liền để hắn chia năm xẻ bảy. Hắn thử đủ loại biện pháp, nhưng đều không được, nữ hoàng còn mời ngõ lý tới, nhưng ngõ lý đối với cái này cũng không có biện pháp, phân tích tư liệu hắn lành nghề, nhưng loại tình huống này hắn chưa từng gặp được, cũng chỉ có dương mắt nhìn. Trước đó lăng hàn nổ lớn động tính quá lớn, căn bản không gạt được, bởi vì cô khí thức cường đại tràn ngập toàn bộ võ viện kia đã biến mất, như vậy lăng hàn khẳng định ngừng xông quan. Làm sao còn không có gặp lăng hàn ra mặt, có người phát hiện ngõ lý đi ra động phủ của lăng hàn, cố ý đi tìm hắn hỏi thăm. Gia hỏa này căn bản không biết giữ bí mật, bị lấp một khối tiên kim liền nói thật. Lập tức, toàn bộ võ viện xôn xao, Lăng Hàn phế đi, hắn xung kích thiên tôn thất bại, nghe nói bị tổn thương cực kỳ nghiêm trọng, không có khả năng phục hồi như cũ. Tin tức này giống như mọc cánh, rất nhanh liền truyền đến ngoại vực chiến trường, cũng dẫn phát náo động lớn. Bằng hữu của Lăng Hàn, như bọn người Vũ Hoàng, dị ai cũng cảm thấy tiếc hận, nhưng ngoại vực chiến trường cũng không phải nói rời đi liền có thể rời đi, bọn hắn cũng không thể quên đi tất cả tới thăm Lăng Hàn. Trường 3105, phế đi, nhưng cửu nhân của hắn liền nhiều hơn, hơn nữa cũng không chỉ là cửu nhân, tỉ như đối thủ cạnh tranh, như Hà Vũ Phong, Lâu Thiên Thiên. Thì từng cái hưng phấn, trước đó bọn hắn còn cao hứng không một trận, nguyên lai lăng hàn không chết, lại trở về. Nhưng lần này, tin tức vô cùng xác thực, bọn hắn ai cũng cười to, ra hỏa này rốt cuộc xong đời. Lăng hàn tiềm lực kinh người, bởi vậy, hắn có phải là thật phế bỏ hay không, quan hệ này cực lớn. Không bao lâu, một đại nhân vật giá lâm, sở hảo, Lục bộ thiên tôn, đây là một siêu cấp đại nhân vật, bởi vì hắn là đệ tử của thất bộ thiên tôn lâm lạc, mà bản thân cũng có hy vọng đột phá thất bộ, là một trong mấy người được toàn bộ nguyên thế giới mong đợi. Mặt khác, Chu Hằng, Lâm Tiêu Dương, Lục bộ thiên tôn, còn có Lâm U Liên, Tân Khí Hổ, Ngô Hạo Dương các loại nhân tài mới nổi cũng L như thế, tương lai đều có thể trở thành thất bộ. Sở hạo tự mình kiểm tra tình huống của Lăng Hàn, sở đại nhân, thế nào, chư nữ đều tràn đầy lo lắng, sở hạo cho mày, một hồi lâu mới nói, ngươi muốn ngừng tụ lực lượng đặc thù của chư đại vị diệt, hóa thành hạch tâm của mình, đây là một ý nghĩ sáng tạo, rất lớn mật, chỉ là ngươi hấp thụ lực lượng quá nhiều, hiện tại những lực lượng này ở trong cơ thể ngươi xung đột lẫn nhau, nếu ta cưỡng ép chân áp, cũng chỉ có thể làm cho từng cái chôn vùi, cái này mang ý nghĩa, trước kia hết thảy cố gắng của ngươi đều phí công rồi. Chúng nữ đều thất vọng, ngay cả sở hạo cũng không có cách nào sao. Như vậy lâm lạc thì sao? Lam Hàn trầm ngâm, nói cách khác, ta muốn cải biến hiện trạng, cũng chỉ có từ bỏ hết thảy, làm lại từ đầu. Cái từ đầu này, là muốn trở lại một kỷ nguyên trước, thối lui đến thời điểm hắn vẫn là tiên vương tầng 9. Không sai, sở hạo gật đầu, lăng hàn suy nghĩ thật lâu, mới nói, cho ta suy nghĩ thật kỹ, ở trước khi không có nếm thử hết thảy phương pháp, ta cũng không muốn lãng phí cố gắng trước đó. Có thể, sở hạo gật đầu, đối với quyết định của lăng hàn cực kỳ thưởng thức, bởi vì hắn cũng là tính cách này, vô luận đang ở tình huống nào, cũng sẽ không từ bỏ hy vọng, dù hy vọng như thế theo người khác căn bản không tồn tại, xác suất thành công hoàn toàn là số 0. Có chuyện gì cứ việc gọi ta. Hắn lưu lại một đạo tín phù, bên trong có một đạo thần thức của hắn, sẽ mở ra, thần thức hóa hình, cũng có chiến lực của Ngũ Bộ Thiên Tôn, mà hắn bản tôn cũng sẽ cảm ứng được. Lăng Hàn gật đầu, nghiêm nghị nói, ân tình của đại nhân, tại hạ ghi khắc. Sở Hạo nhẻn miệng cười, người này có chút giống mình lúc trước, để hắn tràn đầy hảo cảm. Người miễn là còn sống liền vĩnh viễn không muốn từ bỏ hy vọng. Hắn vỗ nhẹ ở trên vai Lăng Hàn, sau đó mới rời đi. Nhưng hắn vừa đi, Lăng Hàn lại không có chuyển biến tốt đẹp, tự nhiên làm cho tất cả mọi người vững tin Lăng Hàn thực sự phế đi, ngay cả lục bộ thiên tôn cũng không có cách nào. Có ít người cảm thấy đáng tiếc, đây là một thiên tài vô cùng yêu nghiệt, không có trở thành thiên tôn, chống lại cuồng loạn thật sự là đáng tiếc. Nhưng cũng có chút người khịt mũi coi thường, nói một người mạnh hơn thì có ích lợi gì, có thể chiến thắng được cuồng loạn sao. Lăng Hàn ngược lại buông lòng ra, hắn thường xuyên đi lại ở trong võ viện, đổi tâm tình. Tình huống của hắn bị mọi người thấy, nơi trái tim có một lỗ máu, không thể khôi phục, điều này cũng làm cho người cảm khái, Lăng Hàn thực sự xong đời. Từ đó về sau, trong danh sách thiên tài bảng, lại không còn danh tiếng của Lăng Hàn. Nhưng mà, Lăng Hàn lại hoàn toàn không từ bỏ, kỳ thật hắn có đường lui, cùng lắm thì gò bó theo khuôn phép, tu luyện giống như người khác, dùng hắn yêu nghiệt vẫn có thể trở thành thiên tôn mạnh nhất nhưng chỉ có thể là một trong không đến thời điểm vạn bất đắc dĩ hắn không muốn đi một bước này một là không cam lòng hai là hắn cho rằng trời không tuyệt đường người nhất định có biện pháp thời gian chậm rãi qua đi tin tức lăng hàn trở thành phế nhân cũng lần nữa biến thành chuyện cũ chỉ có ngẫu nhiên mới có thể được nhắc lên có người thổn thức có người thì châm chọc khiêu khích giống trác khải chính là loại hình nhảy tương đối mạnh ngự vô địch đã treo trác khải có thể nói là người duy nhất trong võ viện có thù cũ với lăng hàn Trước đó hắn một mực chịu đựng không dám đắc tội Lăng Hàn, nhưng đến lúc này, hắn cuối cùng không cố kỵ nữa. Hắn không ngừng nói xấu Lăng Hàn, vô luận là công khai hay bí mật, hắn đều cực kỳ nhục nhã, nói Lăng Hàn không đáng một đồng. Hắn hoàn toàn không sợ Lăng Hàn đến tìm hắn gây phiền phức, một tên phế nhân, hắn sợ cái rắm. Bất quá, sau khi nữ hoàng nghe nói, không nói hai lời trực tiếp đi qua làm thịt hắn. Đừng nói hắn không phải đệ tử võ viện, coi như phải lại như thế nào, nữ hoàng kiêu ngạo như vậy, đắc tội lang hàn vậy khẳng định bị nàng phán quyết tử hình bởi vì trác khải không phải là đệ tử võ viện cho dù nữ hoàng giết người cũng không có trái với quy củ nhưng tin tức truyền ra trác binh sẽ từ bỏ ý đồ sao hắn khẳng định sẽ tìm đến nữ hoàng báo thù nữ hoàng không sợ đừng nói bọn hắn còn có át chủ bài chính là bản thân nàng cũng có thể địch nổi nhị bộ hoàn toàn không có coi ra gì để nàng để ở trong lòng liền chỉ có Lăng hàn lang hàn thử hết thảy biện pháp lại chứng minh đều là đi không thông chẳng lẽ hắn thực sự chỉ có thể từ bỏ lang hàn buông lỏng tâm tình từ bỏ hết thảy lòng ham muốn công danh lợi lộc trải qua cuộc sống cực kỳ bình thản hắn ở dưới đám người nữ hoàng đồng hành đi qua thiên sơn vạn thủy tâm tính càng ngày càng bình tĩnh một ngày nào đó hắn ngồi ở bên hồ nước nhìn trong nước phản chiếu lấy tinh thần đầy trời thời điểm lý tư thiền nghịch ngợm ném một tảng đá vào lập tức dương lên từng mảnh gợn sóng hắn đột nhiên khẽ giật mình giống như bắt được cái gì nhưng thời điểm vươn tay, lại cái gì cũng không có đụng phải. Trong lúc nhất thời, hắn tâm ngứa khó nhịn, một cái đại môn mở ra cho hắn một khe hở, để hắn quên đi phong cảnh bên trong. Hắn cúi đầu nhìn, tinh thần trong ao đã hóa thành vô số nát ảnh. Lăng Hàn lòng có sở ngộ, lại chỉ cảm thấy kém một chút. Dưới sự kiên trì của hắn, mọi người ở lại chỗ này. Lăng Hàn mỗi ngày ngồi ở bên cạnh ao, hơn 70 ngày trôi qua, hắn chợt hiểu ra, phát ra tiếng cười to. Đã nội hạch nát Vậy liền để nó nát, chương 3106 chuyển hướng. Hắn tại sao phải ngưng tụ nội hạch, cho dù rời đi một vị diện, cũng có thể ở trong hạch liên tục không ngừng sản sinh lực lượng, để nhất bộ thiên tôn như hắn đạt tới độ cao không người có thể đụng. Nhưng mà, hắn lâm vào một lầm lẫn, cái kia chính là một vị diện xác thực có hạch tâm, nhưng 10 cái vị diện, trăm cái vị diện thì sao? Bọn chúng đều có hạch tâm, nhưng không có dung hợp một chỗ, đây vốn chính là lực lượng độc nhất vô nhị, làm sao có thể dung hợp? lăng hàn trước đó xác thực dung hợp nhưng từ hiện tại đến xem chỉ là ghép chúng nó đến cùng một chỗ căn bản không có chân chính hòa làm một thể cho nên đến thời điểm cực kỳ mấu chốt lực lượng của viêm xương vị diện bộc phát dẫn động toàn bộ hạch tâm bạo tẩu nổ tung thân thể hắn đây là một con đường đi không thông mặc hắn lại yêu nghiệt cũng vô dụng bởi vì căn bản chính là sai vậy thì không có cách nào sao không lăng hàn lắc đầu kỳ thật phương pháp giải quyết sớm đã cho hắn chỉ là hắn không có ý thức được hắn lại phóng cách cục lớn một chút xem mình là một nguyên thế giới như vậy mỗi một tế bào trong cơ thể chính là một vị diện dùng mỗi tế bào đến gánh chịu lực lượng vị diện lại sẽ như thế nào hắn lập tức bắt đầu nếm thử không còn đi ý đồ dung hợp lực lượng mà thuận theo tự nhiên đem mình làm một đại thế giới hết thảy lực lượng trong cơ thể đều có thể diễn biến phát triển chỉ cần có thể vì hắn sử dụng là đủ đương nhiên cái này nói đơn giản nhưng muốn để nhiều lực lượng tạp nham như vậy cùng một chỗ bộc phát để cho hắn sử dụng mà không phải lẫn nhau xung đột, vậy thì tuyệt không phải sự tình nghĩ một hồi. Hắn ngồi bất động, thời gian không ngừng trôi qua, trăm năm, ngàn năm, vạn năm, thoáng chớp mắt, lại là bảy trăm vạn năm qua đi. Lăng Hàn phát ra một tiếng hét dài, đột nhiên vươn người đứng dậy, oanh, trong cơ thể hắn bạo dũng ra lực lượng kinh thiên động địa, để thương khung cũng run rẩy. Hắn, chiến lực toàn phục, hơn nữa còn tăng lên một mảng lớn, dù sao hắn lại nhiều một đạo lực lượng đặc thù của viêm xương vị diệt phu quân, chư nữ đều vô cùng kinh hỉ. Lăng Hàn nhoẻn miệng cười, những năm này để các ngươi lo lắng, chúng nữ đều lắc đầu, lại nước mắt cuồn cuộn, các nàng một mực lo lắng Lăng Hàn, nam nhân mình kiêu ngạo cỡ nào, lại thành phế nhân mọi người công nhận, khẳng định để hắn vô cùng khó chịu. Hiện tại, hắn rốt cục lại đứng lên, nữ hoàng mỉm cười, ta một mực tin tưởng ngươi, phu quân, chúng ta lập tức về võ viện đi, để những người kia nhìn xem, đánh mặt của bọn hắn. Chư Toàn Nhi nói, ừm. Um, chúng nữ đều gật đầu, các nàng đều nhẫn nhịn một hơi. không vội, lang hàn cười nói, chúng ta lại đi vị diện khác một chuyến. a, à, chúng nữ đều há to miệng, người vừa mới khôi phục lại, tại sao lại muốn đi rồi? lang hàn gật đầu, tin tưởng ta. hiện tại hắn chân chính lĩnh ngộ, coi mình là nguyên thế giới, có thể dung nạp lực lượng của từng vị diện. như vậy, hắn kỳ thật liền không có cực hạn, lực lượng trong cơ thể có thể cường đại vô hạn. nói cách khác, dù là hắn đến thất bộ lực lượng bước đầu tiên này vẫn có thể không ngừng tăng cường, vượt xa khỏi cực hạn thất bộ. Nhưng ở trước đó, hắn muốn trước hiểu thông chân lý nguyên thế giới sáng tạo lực lượng vị diệt, đến lúc đó hắn liền có thể nhảy ra nguyên thế giới, trong cơ thể của mình có thể diễn sinh ra lực lượng vị diệt mới. Cuồng loạn chỉ là hóa thân thành vị diệt, nhưng lăng hàn lại là toàn bộ nguyên thế giới, cái cách cục này ai cao ai thấp. Đương nhiên, cách cục cao còn phải nhìn tu vi, cảnh giới kém hơn quá nhiều, như vậy hết thảy vẫn không tốt. Cho nên, Lăng Hàn muốn cảm ngộ càng nhiều lực lượng vị diện, thẳng đến hắn tự mình có thể sáng tạo lực lượng vị diện, vậy dù cho hắn dảo bước tiến lên nhất bộ, nhị bộ, tam bộ. Trong cơ thể lại như cũ có thể không ngừng sinh ra lực lượng vị diện mới, để sự cường đại của hắn trở nên vô bờ bến. Cuồng loạn có thể tùy ý chế tạo ra thiên tôn, mà ta nếu đạt đến đại thành, không chỉ có thể như thế, thậm chí. Thất bộ thiên tôn cũng có thể nhất niệm mà thành. Lăng Hàn thầm nghĩ, cái này nói ra khẳng định tất cả mọi người coi Lăng Hàn điên rồi, tiên vương cũng chỉ có thể dựa vào mình từng bước một tu luyện, thiên tôn còn có thể tiện tay bồi dưỡng. Thậm chí thất bộ, nhưng Lăng Hàn lại tràn đầy lòng tin, đến lúc kia, hắn thực sự có thể. Bởi vì hắn chính là nguyên thế giới, hơn nữa vẫn là nguyên thế giới có thể hết thảy tự mình làm chủ, kia lại có cái gì làm không được. Đến, ta mang các người đi vũ tinh vị diện, Lăng Hàn đưa tay qua tới, chư nữ liền bị lực lượng của hắn bao khỏa, sau đó, thân ảnh bọn hắn liền dần dần biến mất. Nếu có thiên tôn ở đây, nhất định sẽ giật nảy cả mình, bởi vì đây cũng không phải không gian di động phổ thông, ở toàn bộ viêm xương vị diện, bất kỳ ngóc ngách nào cũng khó có khả năng lại phát hiện tung tích của đoàn người lăng hàn. Bọn hắn trực tiếp xuyên thẳng qua nguyên thế giới, tiến về vô tinh vị diện. Cái này là không thể tưởng tượng nổi, giống chu hằng lúc trước tiến về tiên vực vị diện, kia là hắn có hải đăng vị diện chỉ dẫn, mà hắn chống giống xé mở vị diện bích trướng, đi đến địa phương nào chính là hoàn toàn không biết được. Lăng hàn khác biệt, bởi vì trong cơ thể hắn có lực lượng đặc thù của vũ tinh vị diện, chỉ cần dùng cái này cảm ứng, như vậy vũ tinh vị diện chính là hải đăng ở trong bóng tối phát sáng, để hắn có thể nhẹ nhõm tiến về. 19 năm sau, bọn hắn đã đến vũ tinh vị diện, tốc độ nhanh đến để cho người ta không thể tin tưởng. Lăng Hàn tiến về hứa đô vị diện, tiếp tục rút ra lực lượng đặc thù nơi đó. Hiện tại hắn rộng mở trong sáng, tự nhiên dễ dàng, bất quá 3 năm liền nắm giữ cỗ lực lượng này, ở trong một tế bào của cơ thể ngưng tụ thành. Tiếp tục, hắn cùng chúng nữ tiến về vị diện kế tiếp, đồng dạng bất quá 3 bốn năm, hắn lại nhiều một đạo lực lượng vị diện. Nguyên thế giới hiện tại chỉ có một vị diện siêu cao cấp, 99 vị diện cao cấp, 9999 vị diện trung cấp, mà vị diện cấp thấp lại nhiều đến mấy chục vạn. Lang Hàn cứ như vậy dạo bước mà đi, hơn 300 vạn năm sau, hắn đột nhiên phát hiện, mình thế mà đi tới dị vực. Nói cách khác, chỉ cần lại tiến về phía trước một bước, hắn liền có thể trở lại tiên vực chương 3107, Hoài Kiếm Thành Thiên Tôn. Biết được điểm ấy, chúng nữ cũng không khỏi kích động, mặc dù địa phương có lăng hàn chính là nhà, nhưng tiên vực vẫn còn có bằng hiếu, thân nhân của các nàng, hơn một kỷ nguyên trôi qua, mọi người thế nào rồi? Dị vực, địa phương rất quen thuộc, lúc trước lăng hàn bị thiên tôn hai giới bức bách, không thể không mạo hiểm chạy đến nơi này, đã từng ở chỗ này huy sái qua nhiệt huyết, chiến đấu qua thanh xuân. Hơn một kỷ nguyên, hắn lại trở về, nhưng lần này, hắn đã là chuẩn thiên tôn mà thực lực chân chính đoán chừng đã đạt tới tam bộ ở chỗ này có thể quét ngang đi vị diện hạch tâm trước so sánh với tìm những cường giả ở dị vực tính sổ hiện tại trọng điểm đương nhiên là nắm giữ hạch tâm vị diện sau khi tìm hiểu hết lực lượng vị diện nói không chừng lăng hàn liền có thể tìm hiểu ra ảo diệu mà nguyên thế giới sinh ra vị diện từ đó tự hành ở trong cơ thể sinh ra lực lượng vị diện bọn hắn một đường đi bởi vì đây là dị vực bọn hắn cũng cố ý lưu ý một chút Hiện tại lưu truyền rộng rãi nhất chính là một sự kiện. Hoài Kiếm xung kích Thiên Tôn. Hoài Kiếm, Lăng Hàn sửng sốt một chút mới phản ứng được, Hoài Kiếm chính là thiên tài cực kỳ xuất sắc của dị vực ở một kỷ nguyên trước, lúc trước có thể cùng hắn đánh tám lạng nửa cân, không nghĩ tới một kỷ nguyên sau, đối phương liền trở thành Thiên Tôn. Hắn cực kỳ cảm thán, tất cả người quen mình đều có tiến bộ quá lớn. Đương nhiên, đừng nói Hoài Kiếm còn chưa trở thành Thiên Tôn, coi như hắn đạt đến cực hạn của vị diện này lăng hàn cũng một tay liền có thể chấn áp chuẩn thiên tôn như hắn mạnh đến không ra gì không qua mấy năm bọn hắn liền đi tới địa hạch nguyên bản hạch tâm vị diện là không thể tiếp cận đây chính là lực lượng thiên địa chân chính một khi tiếp cận liền sẽ lọt vào lực lượng vị diện phản phệ uy lực này vượt xa quy tắc nhưng hiện tại lăng hàn đã có được thực lực tam bộ mà đây chỉ là vị diện cấp thấp so với lăng hàn kỳ thật không bằng nếu như lăng hàn bộc phát toàn lực hắn thậm chí có thể đánh nổ hạch tâm vị diện này hắn đương nhiên sẽ không làm như thế mà một tay nhô ra trực tiếp cắm vào trong trung tâm vị diện cưỡng ép rút ra lực lượng vị diện ở địa phương khác hắn chỉ là ngồi ở chỗ gần thể ngộ nhưng bây giờ thực lực mạnh yếu đảo ngược vậy không cần phiền toái như vậy trực tiếp rút ra đơn giản bá đạo vị diện hạch tâm run rẩy tựa hồ sợ lăng hàn đánh nổ nó lại căn bản không dám phản kháng lăng hàn rất nhanh liền hoàn thành một tế bào ở trong cơ thể ngưng tụ thành lực lượng vị diện về sau cũng sinh sôi không ngừng đây thật là nhanh đến mức không hợp thói thường, bọn hắn rời địa hạch, chỉ thấy toàn bộ dị vực một mảnh vui mừng, nguyên nhân rất đơn giản. Hoài kiếm thành công đột phá thiên tôn, để dị vực lại nhiều thêm một vị trí cường giả. Đi xem một chút, chúng nữ đều hiếu kỳ, đây là người lúc trước có thể cùng phu quân nhà mình địa vị ngang nhau, bây giờ cũng đột phá thiên tôn. Được, Lăng Hàn gật đầu, hắn cũng muốn biết hiện tại dị vực có đánh vỡ ước định hay không, lại phát động công kích về phía tiên vực vị diện. Bởi vì Hoài kiếm đột phá thiên tôn, chuyện này cực kỳ oanh động, cho nên muốn tìm hiểu hoài kiếm ở nơi nào là sự tình rất dễ dàng, ai sẽ cho rằng có người dám xuất thủ với hoài kiếm. Các ngươi, người bị hỏi thăm nhìn đám người lăng hàn, lắc đầu. Người trẻ tuổi, các ngươi muốn đi ngưỡng mộ cường giả, cái này có thể lý giải, nhưng các ngươi là tu vi gì, có tư cách đi sao? Hiện tại đám người lăng hàn đều ngụy trang thành sinh vật dị vực, dùng thực lực của bọn hắn hoàn toàn không cần lo lắng sẽ bị khám phá. Lăng hàn đương nhiên sẽ không cùng hắn chấp nhận chỉ cười một tiếng. Hỏi rõ ràng tình huống, đám người lăng hàn xuất phát, tiến về vạn kiếm sơn. Vạn kiếm sơn chính là nơi hoài kiếm bế quan, đột phá thiên tôn, trước kia nơi này không gọi vạn kiếm sơn, nhưng thời điểm hoài kiếm ngộ đạo, trong núi có ngàn vạn kiếm ảnh hiển hiện, người tu luyện kiếm đạo quan sát, có vô hạn minh ngộ. Bởi vậy, ngọn núi này cũng đổi tên thành vạn kiếm sơn, từ đó về sau, cái này cũng sẽ thành một thánh địa của dị vực. Dưới vạn kiếm sơn, đám người như nước thủy triều, tất cả mọi người tranh nhau thấy dung mạo mới lên cấp của thiên tôn đây là một truyền kỳ sống sờ sờ cũng là người duy nhất ở kỷ nguyên này thành tựu thiên tôn ai nếu như lúc trước không có một ma vương nào xông tới nói không chừng hiện tại không chỉ hoài kiếm đại nhân đột phá thiên tôn a có người đột nhiên cảm khái nói liễu đại nhân cái này giải thích thế nào một người hỏi người kia lắc đầu năm đó có mấy thiên tài cùng hoài kiếm đại nhân đặt song song dù không bằng cũng không kém nhiều nhưng một gian tế từ tiên vực tới lại nội ứng với môn hạ của hàng hoang đại nhân. Sau khi bị vạch trần, hắn giết sạch những thiên tài này, vẻn vẹn chỉ có hoài kiếm đại nhân thoát thân. Cái gì, người phụ cận đều kinh hô, đây là bí mật bọn hắn chưa hề biết. Lăng Hàn vừa vặn cũng ở bên cạnh, không khỏi sững sờ, cái này nói không phải là mình sao. Không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, nơi này còn có người như mình. Hắn chỉ cười một tiếng, không muốn đi giải thích sự tình năm đó phát sinh. Bất quá, những người phụ cận lại nhao nhao mắng lăng hàn, có nói hắn âm hiểm, có nói hắn ăn cây táo rào cây sung, dị vực đối với hắn tốt như vậy, còn không biết hoàn toàn tỉnh ngộ. Lăng hàn không quan trọng, chư nữ lại lộ ra vẻ giận dữ. Thủy nhạn ngọc xuất thủ, banh, một đạo kinh lực chấn động ra, ba ba ba, người xung quanh lập tức đổ một mảnh. Mặc dù nàng chỉ là tiên vương tầng một, hơn nữa còn là hàng lởm, nhưng người chung quanh tối cao chỉ là thăng nguyên cảnh, làm sao có khả năng chống đỡ được nàng. Động tĩnh này quá lớn, lập tức đưa tới phạm vi càng lớn vây xem, đều không hiểu thấu, làm sao nơi này lại đột nhiên đánh nhau. Nhưng ai cũng biết, Thủy Nhạn Ngọc có thể mạnh như vậy, chỉ ít cũng là cường giả thập liên, lại có mấy người dám xen vào việc của người khác. Hừ, đây chính là thánh địa mà hoài kiếm đại nhân đắc đạo, hôm nay thậm chí có mấy vị thiên tôn đại nhân tới ăn mừng, ai dám làm càn ở đây. Có người trách mắng, đây là một nam tử tóc đỏ, cánh tay phải hoàn toàn là hình kìm bỏ cạp. Hắn có lực lượng trách cứ, bởi vì hắn là mười cường giả thập tam liên. Ta, thì thế nào? Thủy Nhạn Ngọc nói, chương 3108, pha trà nhà đầu. Nam tử tóc đỏ nhìn chăm chú vào Thủy Nhạn Ngọc mấy lần, hừ một tiếng nói. Lập tức quỳ xuống, hướng về phía đỉnh núi cúng bái thỉnh tội, bản tọa có thể tha cho ngươi một lần. Hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra, tu vi của Thủy Nhạn Ngọc chỉ là thập liên, cùng hắn tranh lệch cực xa. Thủy Nhạn Ngọc đương nhiên sẽ không đáp ứng, nàng suy một tiếng nếu như ngươi quỳ xuống xin lỗi ta liền tha cho ngươi một lần lớn mật nam tử tóc đỏ thấy thủy nhạn ngọc còn dám bắt trước lời mình lập tức hét lớn một tiếng vất tay về phía thủy nhạn ngọc kìm bỏ cặp phóng đại vô hạn có quang mang quấn quanh tản ra quy tắc đại đạo chỉ là thập liên lại dám kêu gào với hắn thật là sống không kiên nhẫn được nữa nhu yêu nữ quát khẽ một tiếng vỗ ra một trường bành nam tử tóc đỏ lập tức bị đánh bay ra ngoài toàn thân dân trào ra một đoàn huyết vụ lục sắc Nàng là Tiên Vương tầng 9, mặc dù không có khả năng tiến lên Thiên Tôn, nhưng chiến lực đương nhiên cũng không phải nam tử tóc đỏ có thể so sánh. Bành 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 bành, bành nam tử tóc đỏ bị đánh bay, thân thể một đường va chạm, vỡ vụn rất nhiều núi đá, hoàn toàn không thấy gì nữa. Tất cả mọi người sợ hãi, sau đó nổi giận, đây chính là Vạn Kiếm Sơn, địa phương Hoài Kiếm đại nhân đắc đạo, một trong thánh địa tương lai. Nhưng còn bây giờ thì sao, Hoài Kiếm đại nhân còn không có chính thức khai tông lập phái nhưng đạo sơn lại bị phá hư, mặc dù không nghiêm trọng lắm. Đây là khinh nhờn cực kỳ nghiêm trọng, thật to gan, tất cả mọi người xì xào bàn tán, võ giả dị vực phổ biến biêu hãn hơn người tiên vực, bọn hắn nhao nhao nhìn chầm chằm đoàn người lăng hàn, ánh mắt bất thiện. Hoài kiếm đại nhân đột phá thiên tôn, khắp trốn mừng vui, các ngươi lại dám tới quấy rối Ha ha, chớ cho rằng thập bát liên liền có thể vô địch. Có người cười lạnh đứng ra, không chỉ một, trong nháy mắt, liền có bảy tên cường giả thập bát liên xuất hiện, bao vây đám người lăng hàn. Thiên tôn uy nghiêm, không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Còn không thúc thủ chịu trói. Một cường giả thập bát liên quát, dùng nhãn lực của hắn tự nhiên liếc thấy ra, trong đoàn người này chỉ có nhu yêu nữ đạt đến thập bát liên, những người khác chỉ là thập liên mà thôi, thậm chí có hai người ngay cả thập liên cũng chưa tới. Này dĩ nhiên là lăng hàn cùng nữ hoàng, bởi vì một cái là chuẩn thiên tôn, một cái là nhất bộ, thoát ly phạm chủ tiên vương, phản phát quy chân. Nhu yêu nữ vung song trưởng, đến chiến A, nàng chủ động giết ra, xoát, trong tay nhiều hơn một cây roi, rút về phía bảy cường giả thập bát liên. Đây là một kiện tiên khí, Lăng Hàn làm cho nàng. Qua nhiều năm như thế, Lăng Hàn nắm giữ tiên kim cũng nhiều đến kinh người, đủ để cho chư nữ một người một kiện, thậm chí trên người mặc đều dùng tiên kim chế thành, công thủ siêu cao. Cho nên, như yêu nữ không sợ hãi giết ra ngoài. Lui một bước mà nói, dù nàng không có tiên khí, không phải còn có Lăng Hàn cùng nữ hoàng ở phía sau trèo trống sao. Tổ khí, những cường giả thập bát liên này đều hừ một tiếng, ai cũng tế ra tiên binh của mình. Đạt tới tầng 9, làm sao có khả năng thu hoạch không đến tiên khí. Đinh đinh đang đang, 8 người kịch chiến, có thể dảo bước tiến lên tầng 9, nhất là ở vị diện cấp thấp, từng cái đều tuyệt đối là thiên kiêu, cho nên nhu yêu nữ chẳng những không có chiếm được thượng phong, ngược lại còn bị áp chế. Bất quá, những thập bát liên này rất nhanh liền buồn bực phát hiện, trên người đối phương còn có một tiên khí hộ giáp, hơn nữa có phù văn cực kỳ cao cấp chấp động, có được năng lực phòng ngự kinh người. Đây là lăng hàn luyện chế, có một bộ phận uy năng của bất diệt thiên kinh, lại dung hợp tiên kim, ngay cả tiên vương tầng 9 cũng không thể phá. Khuyết điểm là, những phù văn này không thể thường trú, qua một đoạn thời gian liền cần một lần nữa vẽ một chút. Đổi một thiên tôn khác, ai làm chuyện như vậy, không chê phiền phức sao. Nhưng lăng hàn lại không quan trọng, không tốn thời gian ở trên thân thê tử của mình, vậy tiêu vào chỗ nào nhu yêu nữ căn bản không cần phải để ý đến phòng ngự, chỉ cần không ngừng công kích là được. Cái này để nàng quá chiếm ưu thế, chỉ công không tuân thủ, cực kỳ uy phong. Bất quá, mặc dù bảy cường giả thập bát liên bắt không được nhu yêu nữ, nhưng tự vệ không có vấn đề, dù sao sức chiến đấu của bọn họ đều không kém nhu yêu nữ, huống chi vẫn là bảy người liên thủ. Nhu yêu nữ yêu kiều một tiếng, trên người có lôi quang hiện động, tư, trên thân roi rất nhanh liền ngưng ra cửu thải tiên mang. Ngũ hành lôi thuật, đây chính là Thiên Tôn bảo thuật, nàng cũng chỉ có thể vận chuyển mấy chiêu mà thôi, hơn nữa còn may là trên người nàng có bảo giáp bảo hộ, có thể miễn cưỡng ăn công kích, nếu không nàng cũng không dám ở dưới bảy đại cường giả vây công kích xúc đại chiêu. Nhưng đại chiêu vừa ra, chiến lực của nàng liền tăng vọt. Bang, 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 roi đảo qua, phong mang không người có thể địch, bảy đại cường giả lại như thế nào, trong nháy mắt liền bị giết đến 708 rơi, ai cũng không dám đối địch. Thiên Tôn bảo thuật a, truyền thừa khó khăn bực nào ngay cả tiên vương tầng 9 cũng khó có khả năng được nếu như hắn không có một lão tử là thiên tôn quần chúng vây xem đều trợn mắt hốc mồm bảy đại trí cường giả đều ép không được nữ nhân này trời ạ à, chẳng lẽ nàng là chuẩn thiên tôn sao lui ra một thanh âm nữ tử tràn ngập uy nghiêm vang lên không dung kháng cự để bảy đại cường giả ai cũng nín hơi lui sang một bên trong núi đi tới một nữ tử đạp trên không khí mà đến trên thân không có bất kỳ dị sắc gì vòng quanh, lại tản ra khí tức để cho người run rẩy. Nàng là thiên sứ tộc, phía sau mở ra hai cánh to lớn màu trắng, trên đầu có một vầng sáng màu vàng óng, xinh đẹp kinh người. Con người của Lăng Hàn không khỏi có chút siết chặt, đó là người quen biết cũ, tỉnh Trung Nguyệt. Lúc trước hắn ở Thiên Hoang Sơn mượn dùng lực lượng hắc tháp đại khai sát giới, chỉ có hoài kiếm, tỉnh Trung Nguyệt được hàng hoang thiên tôn thiên vị, trên người có bảo khí hộ thân, lúc này mới trốn khỏi một kiếp. Đã nhiều năm như vậy, hoài kiếm trở thành thiên tôn, mà nữ tử này cũng thành tựu chuẩn thiên tôn. Bái kiến đại nhân, bảy đại cường giả đều quỳ xuống, nhìn tỉnh Trung Nguyệt hành lễ, trong bọn họ có ít người thậm chí tuổi tác lớn hơn tỉnh Trung Nguyệt mấy lần, nhưng võ đạo xưa nay không nhìn tuổi tác, chỉ nhìn tu vi, chỉ nhìn thực lực. chương 3109, Quát Lui Thiên Uy một Tỉnh Trung Nguyệt gật gật đầu, hai chân nàng trần trụi, da thịt vết trắng, tản ra thánh khiết chi khí, ngay cả ác ma tộc trời sinh hận thiên sứ tộc, cũng không thể không thừa nhận, đây là một mỹ nữ để bọn hắn động tâm. Ngươi là người phương nào? Tỉnh Trung Nguyệt nhìn về phía nhu yêu nữ, lạnh lùng quát. Nhu yêu nữ hì hì cười một tiếng nói, tiểu nha đầu dáng dấp thật đẹp, không bằng làm nha đầu pha trà cho phu quân ta đi. Lời này vừa nói ra, mọi người xôn xao, làm càn, quá làm càn, lại dám để một chuẩn thiên tôn đi làm nha đầu cho người. Mặc kệ là pha trà hay động phòng, vậy đều là thiên đại ô nhục. Toàn bộ thiên hạ, thiên tôn mạnh nhất, ai có thể nhục thiên tôn. Tất cả mọi người phẫn nộ, hận không thể đem lang Hàn toái thi vạn đoạn. Lang Hàn thấy ánh mắt của tất cả mọi người đều ngắm lên người mình, không khỏi thầm kêu vô tội, cũng không phải hắn nói, tại sao chỉ đầu mâu vào mình. Tình Trung Nguyệt cũng lạnh lùng, lúc đầu niệm tình ngươi có thể tu đến thập bát liên không dễ, chỉ muốn hơi trừng phạt ngươi, nhưng ngươi nhất định phải tự tìm đường chết. Nàng xuất thủ, chộp về phía nhu yêu nữ, nhu yêu nữ đương nhiên không thể nào là đối thủ của một chuẩn thiên tôn, bởi vậy nàng vội vàng kêu lên loạn tinh tỉ tỉ cứu mạng a bành nữ hoàng xuất thủ cực kỳ tùy ý vung ngọc trường liền thấy tỉnh trung nguyệt bay ra ngoài một đường đụng gãy vô số núi đá đi vào trong vạn kiếm sơn nàng xuất thủ cộng thêm nhu yêu nữ hơn nữa tỉnh trung nguyệt là chuẩn thiên tôn trực tiếp làm cho vạn kiếm sơn gần sụp đổ cái này tất cả mọi người đều nghẹn ngào người này lại có thể là một vị thiên tôn đều nói thiên tôn không thể nhục hoài kiếm không thể bị người dội nước bẩn vậy vị này được sao các ngươi động một chút lại muốn bắt người bên cạnh nàng chỉ tội, lại đặt uy nghiêm của vị thiên tôn này ở chỗ nào. Ha ha, bản vị diện lúc nào nhiều một vị đạo hữu cường đại như vậy. Trong tiếng cười dài, chỉ thấy từ vạn kiếm sơn bắn xuống mấy đạo thân ảnh. Đám người thấy, vội vàng quỳ gối, bái kiến hằng hoang thiên tôn, bái kiến xích viêm thiên tôn, bái kiến hoàng tuyển thiên tôn, bái kiến hoài kiếm thiên tôn, bốn vị thiên tôn đều hiện, trận thế này quá cường đại, tùy tiện cái nào cũng có được quét ngang thiên hạ tứ đại thiên tôn đều chắp tay ở sau lưng, ánh mắt thì chăm chú nhìn nữ hoàng. Nữ hoàng lười nhác ngụy trang, chân dung hiện ra, cái gì, cái này là nữ tử nhân tộc, tiên vực vị diện không phải đã sớm cùng chúng ta ngưng chiến sao, làm sao lại đột nhiên chạy tới một thiên tôn. Đây là mới lên cấp sao, nghe nói tiên vực vị diện đã không có thiên tôn tỏa chấn. Tất cả mọi người kinh hô, vô cùng kinh ngạc, người rốt cuộc là ai? Hoài kiếm hỏi, dạo bước tiến lên thiên tôn, khí thế của hắn càng thêm trầm ổn. Lăng Hàn cười ha ha, đồng dạng bỏ ngụy trang, đi tới trước nói. Hoài kiếm, còn nhận ra ta không? Ngươi, Hoài kiếm nhìn chằm chằm Lăng Hàn một hồi, đột nhiên ánh mắt sáng lên. Là ngươi, bên cạnh, hàng hoang thiên tôn cũng nhận ra Lăng Hàn, không khỏi nổi giận. Lúc trước nếu không phải Lăng Hàn, thả vô nhạc thiên tôn ra, nói không chừng hiện tại hắn đã dảo bước tiến lên nhị bộ, trở thành thần thoại mạnh nhất. Bởi vì lần phá hư kia, để hắn thất bại trong gang tấc, một kỷ nguyên qua không có chút tiến bộ nào lăng hàn gật gật đầu đã lâu không gặp hiện tại cách cục của hắn tăng lên vô số lần đã sớm không để hoài kiếm ở trong lòng tốt 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 hoài kiếm cười lạnh lúc trước ngươi ỉ vào thiên tôn bảo khí hành hung lần này ngược lại muốn xem xem ngươi làm sao chạy thoát mặc dù bên lăng hàn cũng có một vị thiên tôn nhưng bọn hắn lại là dòng giã bốn người mấu chốt nhất là cái gì nơi này chính là thế giới của bọn hắn nữ hoàng sẽ bị lực lượng vị diện áp chế càng không cách nào rút ra lực lượng độc nhất vô nhị ở nơi này chỉ cần kéo thời gian dài, lực lượng trong cơ thể nữ hoàng hao tổn không còn, vậy dễ dàng liền có thể chấn áp. Đáng tiếc, hắn là không thể nào nghĩ đến, nữ hoàng cũng ngưng tụ thành lực lượng hạch tâm, căn bản không cần lo lắng lực lượng hao tổn hết, mà lực lượng của nàng càng đạt đến nhị bộ, một người liền có thể quét ngang vị diện này. Lăng Hàn càng thêm kinh khủng, thực lực tam bộ, hừ, hàng hoang thiên tôn trực tiếp xuất thủ, hắn là thiên tôn uy tín lâu năm, cũng là người mạnh nhất vị diện này, cơ hồ có một không hai, làm việc há cần cố kỵ. Lăng Hàn rất tùy ý vung tay lên, ba, đại thủ của hàng hoang thiên tôn liền bị đẩy ra. Thật vất vả gặp lại, nên ôn chuyện với nhau, gấp cái gì chứ? Một màn này, tất cả mọi người lần nữa trợn mắt hốc mồm. Tình huống như thế nào, đây chính là một vị thiên tôn xuất thủ, nhưng thật giống như bị đuổi mũi đẩy ra, vô cùng dễ dàng, cái này để người ta làm sao tin tưởng. Chuẩn thiên tôn, hoài kiếm, hoàng tuyền, xích viêm thiên tôn đều cho mày, Bọn hắn điểm ấy nhãn lực vẫn phải có, nhưng chính là cái này khiến bọn hắn nhíu mày, Chuẩn Thiên Tôn vì cái gì có thể như bức như vậy? Cái này lại không phải bọn hắn đi đến Tiên vực vị diện, bị lực lượng thiên địa nơi đó áp chế, chỉ có thể phát huy ra chiến lực của Chuẩn Thiên Tôn liền không ly kỳ. Tiểu bối cổ quái, Hằng hoang Thiên Tôn mắt lộ ra hung quang, bọn hắn đều bị Chu Hằng cảnh cáo, cả đời không thể tiến vào Tiên vực vị diện, cho nên một mực không có thể đi tìm Lăng Hàn phiền phức. Nhưng bây giờ Lăng Hàn đưa tới cửa, hắn thế mà không làm gì được bộ ngực hắn hơi phồng, độc giác phát ra ánh sáng, tích xúc đại chiêu. Đối với thiên tôn mà nói, cái này nhanh đến mức kinh người, rất nhanh hắn liền tích xúc hoàn tất, lập tức giết về phía lăng hàn. Lúc trước lăng hàn có thể cùng hoài kiếm so sánh, hiện tại hoài kiếm bước vào thiên tôn, lăng hàn trở thành chuẩn thiên tôn tự nhiên cũng rất bình thường, không thể xem thường. Oanh, hắn bay nhào đến, mang theo thần uy, vừa toàn lực ứng phó, ngay cả thiên địa cũng run rẩy. Nữ hoàng tiến lên trước một bước, ngăn ở trước người lăng hàn, sau đó nhìn hàng hoang thiên tôn tát tới. Bành, hàng hoang thiên tôn bị quất bay không có chút hồi hộp nào, nặng nề đụng lên vạn kiếm sơn, đỉnh núi lập tức vỡ nát, mà thân hình của hàng hoang thiên tôn vẫn còn không có dừng lại, tiếp tục bay về phía bầu trời, rất nhanh liền hóa thành một chấm đen nhỏ, rốt cuộc không thấy được. Trường 3110, quát lui thiên uy 2. Tất cả mọi người đều nghẹn ngào, chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh. Đường đường thiên tôn, thế mà bị một bàn tay tát bay trời ạ à, đôi nam nữ này đến cùng biến thái như thế nào ngay cả hoài kiếm hoàng tuyền xích phiêm thiên tôn cũng chấn kinh đến nói không ra lời mặc dù mỗi một thiên tôn đều là kỳ tài thiên hạ đỉnh tiêm nhưng bọn hắn đều không thể không thừa nhận hằng hoang thiên tôn là mạnh nhất trong bọn họ nhưng mạnh nhất cũng bị nữ hoàng một tay tắt bay đây là thực lực sai biệt to lớn cỡ nào bọn hắn là thiên tôn lại như thế nào đều tê cả ra đầu tứ chi phát lạnh lang hàn cười nhạt một tiếng không có việc gì không có việc gì hôm nay ta chỉ là đến xem náo nhiệt thuận tiện nhìn xem mọi người như thế nào đám người hoài kiếm làm sao chịu tin tưởng lúc trước dị vực xém chút tiêu diệt tiên vực nếu không phải lần lượt kỳ tích phát sinh hiện tại tiên vực sớm bị thôn phệ dung hợp rồi hiện tại tiên vực gia cường giả vô cùng cao minh sẽ bỏ qua bọn hắn sao bọn hắn vội vàng phát ra thần thức ba động gọi đến càng nhiều cường giả muốn cùng một chỗ vây công nữ hoàng dù sao nơi này chính là dị vực thiên địa bản thân ngươi càng mạnh thì càng bị thiên địa áp chế. Quả nhiên, nữ hoàng ra tay liền đưa tới dị vực thiên địa nhằm vào, thiên kiếp rơi không ngừng. Nàng hoàn toàn không quan trọng, công kích như vậy đánh vào trên người nàng không đau không ngứa, mà nàng cũng không sợ dị vực vị diện ngăn cách lực lượng của nàng, bởi vì nàng căn bản không có rút ra lực lượng nơi này. Nhất bộ thiên tôn còn không cách nào rút ra lực lượng bản nguyên của nguyên thế giới. Chỉ là bị bổ không ngừng như thế, để nữ hoàng cũng giật, người có phiền hay không? Lang Hàn thấy thế, ấn tay nữ hoàng sau đó nhìn trời nói. Còn không lùi tán, muốn ta phế bỏ ngươi sao? Hắn phát ra khí thế, thẳng bước thiên địa, lập tức, lôi quang đầy trời biến mất sạch sẽ. Dựa vào, thiên địa cũng có thể bị dọa lùi. Đám người hoài kiếm đều là tay chân lạnh buốt, cho dù là bọn hắn cũng không nguyện ý đối địch với thiên địa, dù sao nơi phát ra lực lượng của bọn hắn chính là dị vực. Một khi rời đi nơi này, bọn hắn cũng chỉ có thể xem như chuẩn thiên tôn, hơn nữa lực lượng có ra không vào, chiến lực sẽ còn rơi xuống. Nhưng mà, Lăng Hàn vừa quát, thiên kiếp liền lui tản, đây là cái lực lượng gì? Nữ hoàng đã đủ mạnh, nhưng từ hiện tại đến xem, rõ ràng là Lăng Hàn càng thêm đáng sợ. Tiên vực làm sao ra hai quái vật như vậy? Lăng Hàn giang tay ra, hiện tại, chúng ta có thể ôn chuyện chưa? Thoải âm rơi xuống, hưu hưu hưu, chỉ thấy chín tên thiên tôn đều tới, về sau hằng hoang thiên tôn cùng tỉnh Trung Nguyệt cũng trở lại, nơi đây lập tức xuất hiện 13 tên thiên tôn, một chuẩn thiên tôn. Đội hình như vậy vô cùng cường đại, cũng đã chứng minh dị vực vị diện đang ở thời kỳ cực thịnh, bởi vì lúc trước Lăng Hàn đi qua rất nhiều vị diện cấp thấp, thậm chí còn không có nhiều cường giả như vậy. Tiên vực là muốn khởi động lại chiến sự sao? Hoàng Tuyền Thiên Tôn nói, phía sau hắn có một đạo tử vong chi hà bay thẳng bầu trời, đây là đạo của hắn, kẻ sờ liền chết. Lúc trước nếu không phải Chu Hằng ra mặt, tiên vực cũng đã diệt, không nghĩ tới mới qua một kỷ nguyên, liền đến phiên tiên vực vị diện phản công dị vực rồi. Lăng Hàn cười lắc đầu, ta không có đại biểu tiên vực vị diện, được rồi, không đùa các ngươi nữa. Hiện tại cách cục của hắn quá lớn, ân oán năm đó cũng bị hắn quét vào quên lãng, chỉ cảm thán một phen. Hắn cũng không có nói sự tình cuồng loạn, cũng không có nghĩ qua mang những người này đến viêm xương vị diện, dù sao hai đại vị diện thế thế là địch, không biết bởi vậy chết bao nhiêu người, lang hàn còn không có đại khí đến tình trạng lấy ơn báo oán. Hắn ngồi một hồi, liền lên đường xuất phát, đây cũng là một cảnh cáo, để những người này đừng tưởng rằng một kỷ nguyên đi qua, Chu Hằng đã sớm quên lãng nơi này. Còn có hắn đấy, sau khi hắn rời đi, chư đại thiên tôn của dị vực đều không nói gì. Xác thực, Chu Hằng cảnh cáo ở một kỷ nguyên trước, hắn một mực không hiện thân, để có chút thiên tôn ngo ngoe muốn động, muốn khởi động lại chiến tranh, may mắn Lăng Hàn tới sớm, nếu không bọn hắn thật phát động chiến tranh, không phải đều bị xử lý rồi sao? Đám người Lăng Hàn rất nhanh liền đi tới chỗ thông đạo hai giới. Nơi này có Chu Hằng lưu lại một đạo phong ấn, uy lực không phải rất lớn, lại là một cảnh cáo nghiêm trọng, đây là một vị lục bộ thiên tôn bố trí xuống, ai dám vượt qua lôi chỉ một bước. Lăng Hàn vươn tay, ấn ở phía trên phong ấn, một đạo thần niệm dương động, suy, phong ấn tự động thiêu đốt, biến mất không thấy gì nữa. Đi, bọn hắn tiến vào thông đạo hai giới, nơi này lúc trước mặc dù có một đạo năng lượng chiều dâng, nhưng bây giờ tự nhiên đã lắng xuống, bình tĩnh không lay động. Rất nhanh, một đoàn người liền thông qua nơi này, mặc dù chiến tranh đã lắng lại, nhưng một khi bị rắn cắn, ba năm sợ dây thừng, mà dị vực đánh tiên vực lại có bao nhiêu lâu? Hai ba mươi kỷ nguyên, bởi vậy, dù chiến tranh đã lắng lại, nhưng nơi này còn có trọng binh canh gác. Người nào, nhìn thấy trong thông đạo hai giới lại có người tới, bảy tên thăng nguyên cảnh thủ vệ lập tức quát hỏi, nhao nhao dương lên vũ khí trong tay. Mùi vị quen thuộc đánh tới, lăng hàn ngửa đầu nhìn trời, mặc dù linh khí nơi này yếu nhất trong các vị diện, lại làm cho hắn cảm thấy thân thiết nhất, thực sự cảm giác về tới nhà. Chỉ không tốt chính là, thiên địa lập tức cảm ứng, bang, lôi đình hiển hiện, cuồng bổ đám người lăng hàn cùng nữ hoàng. Đây là vị diện yếu nhất trong toàn bộ nguyên thế giới, lực dung nạp của thiên địa nhỏ nhất, thiên tôn, chuẩn thiên tôn công nhiên hành tẩu ở giữa thiên địa đều bị nhằm vào. Thấy cảnh này, những thăng nguyên cảnh kia ai cũng sợ hãi. Bọn hắn nhìn không thấu tu vi đám người lăng hàn, nhưng không có quan hệ, thiên kiếp phát huy còn không rõ ràng sao. Dạng uy năng này, chỉ cần tùy tiện đánh lên bọn hắn một chút, bọn hắn liền hóa thành cho bụi. Bọn hắn vội vàng đưa ra cảnh cáo, cái cục diện này vượt xa bọn hắn có thể ứng phó. Nữ hoàng giận dữ, cái này còn có hết hay không? Nàng nộ trừng bầu trời, có xúc động xuất thủ diệt thiên. Đi thôi, lăng hàn thì cười nói, đưa tay chụp một cái, hưu, tất cả bọn hắn biến mất. Chạm thứ nhất, là đi tìm hạch tâm vị diện trước. chương 3111, lại về tiên vực. Cái này đối với bọn hắn chỉ là việc nhỏ, rất nhanh bọn hắn đã tìm được, lăng hàn chỉ đưa tay, lực lượng tiên vực liền bị hắn rút qua, hòa vào trong một tế bào. Mà Lăng Hàn uy hiếp một chút, thiên địa tự nhiên không còn dám nhằm vào hắn cùng nữ hoàng. Bọn hắn đi ra, đi tìm phụ mẫu cùng các bằng hữu. Ở dưới Lăng Hàn dẫn đầu, bọn hắn cơ hồ lập tức liền tới. Một kỳ nguyên trôi qua, nơi này cũng đại biến dạng. Vốn chỉ là một núi hoang, về sau phát triển ra phiên chợ, tiểu trấn, mà bây giờ, cái này đã biến thành một thành thị cự đại. Lăng thành, mọi người thấy hai chữ to trên cửa thành, Xem xét liền biết xuất từ tay cường giả Tản ra lực uy hiếp vô tận Lăng hàn không khỏi cười một tiếng Đây là thủ bút của đại ca Hắn gật gật đầu Thời điểm đại ca viết hai chữ này Đã là tiên vương tầng 3 Không biết hiện tại như thế nào Bọn hắn vào thành Còn giao một khối tinh thạch làm phí tổn Cả đám tiến vào trong thành Bởi vì thời gian trôi qua thực sự xa xưa Nơi này biến hóa cũng to đến kinh người Bọn hắn liền không có trực tiếp đi tìm bọn người phong phá vân Mà trước tìm khách sạn một bên vui chơi giải trí một bên tìm hiểu tình huống trước mắt rất nhanh lăng hàn liền có tính toán trong thành hiện tại chia làm ba phái theo thứ tự là trình gia phong gia cùng mộ dung gia cộng đồng chấp trưởng lấy lăng thành trình gia đương nhiên là muội muội của lăng hàn lăng nguyệt nhất mạch phu quân của nàng họ trình bây giờ con sinh cháu cháu sinh con không biết kéo dài bao nhiêu đời 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 con cháu rất nhiều phong gia là hậu đại của phong phá vân không nghĩ tới vị đại ca này cuối cùng cũng lấy vợ sinh con Mộ Dung gia đương nhiên là đời sau của Mộ Dung Thanh. Tam đại thế lực đều nhân số đông đảo, bất quá, lẫn nhau ở giữa cũng không phải là bền chắc như thép, mà lẫn nhau tranh quyền đoạt thế, huyên náo rất không thoải mái. Lăng Hàn không khỏi lắc đầu, đây nhất định không phải bản ý của Phong Phá Vân, Mộ Dung Thanh, nhưng truyền thừa không biết bao nhiêu đời, tình hữu nghị đương nhiên sẽ đạm mạc xuống. Hắn dò xét một chút, quả nhiên, Phong Phá Vân cùng Mộ Dung Thanh đều đang bế quan, nghe nói đều đã là Tiên Vương tầng 6 đang sung kích tầng này, có mấy ngàn vạn năm không có hiện thân. Bởi vậy, con cháu của bọn họ liền bắt đầu náo loạn. Lăng Hàn lắc đầu, đây là bệnh chung của tất cả đại gia tộc, mặc người khai môn lập tông không tầm thường đến cỡ nào, nhưng truyền thừa truyền thừa, hậu đại liền sẽ chậm rãi biến chất. Tin tức lớn, tin tức lớn, có người đột nhiên lớn tiếng nói, vừa mới nhận được tin tức, phong ra cùng mộ dung ra muốn liều mạng. Chuyện gì xảy ra, tất cả mọi người kinh ngạc hỏi, hai đại gia tộc liều mạng, chẳng lẽ không sợ bị trình ra lấy tiện nghi sao? Nghe nói, là vì một cây huyết nhân sâm, kia là siêu cấp tiên dược, có thể để thăng nguyên cảnh tiến vào tiên vương. Người kia nói, T, tất cả mọi người hít một ngụm khí lạnh, không cần cứ tạo thành một vị tiên vương, đây là kinh người cỡ nào. Đừng nhìn phong ra, mặc dung nhà đều có một vị tiên vương tầng 6, nhưng ở dưới bọn hắn, hai gia tộc cũng chỉ có một vị tiên vương, hơn nữa vẫn là tầng 1, như vậy, nhiều một tiên vương ý nghĩa quá lớn, có thể chiếm cứ ưu thế áp đảo vì cái gì hai nhà không để mắt đến trình ra bởi vì trình ra ngay cả một tiên vương cũng không có đúng là như thế tam đại gia tộc có thể cùng tồn tại một mực là bí ẩn bởi vì nghĩ như thế nào trình ra cũng không có dạng tư cách này hiện tại một gốc huyết nhân sâm có thể để thăng nguyên cảnh đột phá tiên vương tự nhiên để hai đại gia tộc đỏ mắt dù sao cũng không cần để ý trình ra sau khi thiên sinh xuất thế tiên lộ liền chậm rãi biến mất hiện tại thăng nguyên cảnh đột phá tiên vương cũng không cần lại đi tiên lộ về tới thời điểm thượng cổ. Lăng Hàn lập tức vọt người lên, hậu nhân của phong phá vân, mộ dung thanh cùng hậu đại của hắn không hề khác nhau, tử tôn lại không giống, cũng không thể trơ mắt nhìn bọn hắn tự giết lẫn nhau. Bọn hắn đi tới phong gia, ở trong tranh đoạt huyết nhân sâm, phong gia tạm thời chiếm thượng phong, cướp được huyết nhân sâm, nhưng mộ dung cũng cao thủ ra hết, vây quanh phong gia, để phong gia giao huyết nhân sâm ra, nếu không liền sẽ sử dụng bạo lực. Song phương đều xuất động cao thủ, tình thế hết sức căng thẳng. Lăng Hàn nhanh chân mà đi, đi vào trong đám người. Ngươi là ai? Người hai bên nhìn thấy một người không liên quan xuất hiện, ai cũng nhìn về phía Lăng Hàn. Lăng Hàn cười nhạt một tiếng. Ta cùng lão tổ tông các người đều là huynh đệ, tất cả dừng tay đi. Người một nhà lại nội đấu, để cho người ta chế diễu sao? Thấy Lăng Hàn như ông cụ non, tất cả mọi người tức chết. Người một gia hỏa bề ngoài xấu xí lại dám giả mạo trường bối của bọn hắn. Làm gì? Người nói mình là huynh đệ của lão tổ tông còn muốn bọn hắn kêu một tiếng lão tổ tông sao? Ở đâu ra cuồng đồ, còn không mau mau cút đi, lập tức liền có người xuất thủ, bắt về phía Lăng Hàn. Lăng Hàn lắc đầu, duỗi ra hai tay, thiên địa nhất thời cảm ứng, vô tận linh khí tụ tập, chỉ thấy trên mặt đất trống rỗng mọc ra mấy trăm gốc nhân sâm, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng khỏe mạnh, lộ ra sợi rễ đỏ bừng như máu. Huyết, huyết nhân sâm, tất cả mọi người kinh hô, người trước đó xuất thủ cũng im bặt mà dừng. Lăng Hàn đây là cưỡng ép rút ra lực lượng thiên địa, sinh sinh tạo ra tiên dược, nhanh chóng trưởng thành. Đây là hành vi nghịch thiên, đáng tiếc, tiên vực vị diện bây giờ căn bản không cường đại bằng hắn, chỉ có thể bị hắn đẻ đầu làm loạn. Đây là kỳ tích cỡ nào, hai tay chiêu chiêu, tiên dược tận thả khắp nơi. Hơn nữa, ở dưới vĩ lực của Lăng Hàn, những huyết nhân sâm này cũng đang nhanh chóng gia tăng dược linh, rất nhanh liền đạt đến tình trạng có thể làm thuốc. Giả ha, có người run giọng nói, hoàn toàn không thể tin được. Thế nhưng mà, mùi thuốc thơm ngát làm được giả sao? Còn có, mấy trăm gốc tiên dược hợp lại cùng nhau, đều tạo thành linh vụ nồng đậm đến tan không ra, giả được sao? T, bọn hắn ai cũng đỏ mắt, một gốc huyết nhân sâm liền có thể để một thăng nguyên cảnh tiến vào tiên vương, nhiều huyết nhân sâm như thế lại có thể tạo ra bao nhiêu tiên vương. Đây thật là huynh đệ của lão tổ tông nhà mình A, à, nếu không làm sao có thể hào phóng như thế. mười 3112, ngắn ngủi dừng lại. Bọn hắn kích động, quá kinh người, nhiều tiên dược như vậy xuất thế, sẽ dẫn tới toàn bộ tiên vực tranh đoạt. Nhưng mà, bọn hắn rất nhanh liền trở nên càng thêm kích động, không phải là bởi vì mừng rỡ, mà là kinh hãi. Bởi vì những huyết nhân sâm này rất nhanh liền dài quá đầu, bắt đầu điêu linh, đại lượng linh khí ngưng tụ thành thực chất, phóng lên tận trời, như lang yên. Không, bọn hắn kêu thảm, vội vàng nhào ra ngoài, mỗi một gốc huyết nhân sâm đều đại biểu cho một vị tiên vương A. Nhưng lang Hàn đã làm thủ đoạn, bọn hắn có thể ngăn cản sao bọn hắn căn bản không đến gần được huyết nhân sâm chỉ có thể nhìn bọn chúng từng cây khô héo mau dừng lại có người nhìn lăng hàn quát hai mắt xích hồng đều không nhịn được muốn giết người Lang hàn cười nhạt một tiếng vật ngoài thân thật giống như những huyết nhân sâm này sẽ khô héo sẽ biến mất nhưng huynh đệ tình thân lại có thể vạn cổ trường tồn nhanh trả huyết nhân sâm lại nếu không nhất định để ngươi không có quả ngon để ăn không ít người đều nhìn chằm chằm lăng hàn ai cũng tràn đầy phẫn nộ, căn bản không có đi cân nhắc những huyết nhân sâm này kỳ thật chính là lang hàn chống giống thúc đẩy sinh trưởng ra. Bọn hắn chỉ biết, nếu xuất hiện ở trước mặt mình, cái kia chính là của bọn hắn. Lang hàn lắc đầu, vốn định dạy những người này một chút đạo lý, nhưng những người này căn bản không có nghe vào. Được rồi, hắn cũng không phải một lão sư tốt, tay phải lang hàn bóp một cái, oanh, thiên địa hưởng ứng, có tiếng sấm ù ù vang động, từng đạo thiểm điện đánh rớt ở xung quanh hắn, như thiên địa nổi giận. Chuyện này quá đáng sợ, để nhân mã hai bên ai cũng câm như hến. Lăng Hàn thét dài một tiếng, hóa thành nộ lôi cuồn cuộn. Lăng Hàn ta đã trở lại, oanh, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Lăng Thành. Chỉ một lúc sau, chỉ gặp rất nhiều đạo thân ảnh từ từng địa phương bay tới. Hàn Nhi, vợ chồng Lăng Đông Hành, nhạc hồng thường xuất hiện, bọn hắn đều đã trở thành tiên vương, còn có Lăng Nguyệt Ngôn, nàng tự nhiên cũng đã trở thành tiên vương, nếu không thăng nguyên cảnh cũng không có khả năng sống qua một kỷ nguyên. Tứ đệ, Phong Phá Vân, Mộ Dung Thanh cũng xuất hiện. Lão, Lão Tổ Tông, nhìn thấy Phong Phá Vân cùng Mộ Dung Thanh, tất cả mọi người quỳ đầy đất, hai vị này chính là tâm phúc của Lăng Thành. Tiểu Thạch, Tiểu Thanh, Thố Tử, Lão Tham, nhao nhao tới, nhất là Thạch Nhân, nó quấn lấy Lăng Hàn làm núng, giống như chó con. Lăng Hàn không khỏi cảm khái, là chó không giống chó, không phải chó lại vẫn cứ giống chó, hắn tuyệt đối không có đang nói đại hắc cầu. Đám người gặp nhau, tự nhiên có vô số lời muốn nói. Bọn hắn đi vào trước ngồi xuống, nói đến sự tình những năm này phát sinh. Đối với phong phá vân cùng mộ dung thanh mà nói, cuộc sống của bọn hắn cực kỳ bình thản, trước đó xác thực ra ngoài mạo hiểm qua, nhưng về sau liền căn bản là ở lăng thành bế quan tu luyện, mà vợ chồng lăng đông hành thì càng nhàm chán, bọn hắn dựa vào đan dược lăng hàn luyện chế sông lên tiên vương, vĩnh viễn không có khả năng tiến thêm một bước, tự nhiên rảnh đến tột đỉnh. Bọn hắn chủ yếu là nghe lăng hàn nói kinh lịch của mình, vậy sẽ phải đặc sắc nhiều lắm, Biết được Lăng Hàn đã trở thành chuẩn thiên tôn, mà nữ hoàng là nhất bộ, đám người tự nhiên tránh không được hâm mộ thậm chí có kính sợ. Thiên tôn, ngay cả trời cũng phải tôn kính, ai có thể bất kính. Phong phá vân cùng mộ dung thanh cũng hung hăng giáo dục hậu nhân của mình, đều là huynh đệ, là tay chân, làm sao có thể tự giết lẫn nhau. Lăng Hàn biết, những người kia sẽ thu liếm một đoạn thời gian, nhưng không bao lâu khẳng định sẽ chứng nào tật nấy. Nhìn xem, có gia tộc nào không nội đấu, người một nhà còn giải quyết không được, uống chi là khác họ. Được rồi, hắn cũng không quản được nhiều như vậy. Đại ca, tam ca, lần này ta có năng lực mang mọi người đi viêm xương vị diện. Lăng Hàn nói, hắn trở về Tiên Vực có hai mục đích, thứ nhất đương nhiên là rút ra lực lượng vị diện nơi này, thứ hai là mang phụ mẫu người thân bằng hữu đến viêm xương vị diện. Phong Phá Vân, Mộ Dung Thanh tự nhiên không chút do dự đáp ứng. Vợ chồng Lăng Đông Hành thì phải suy tính một chút, Lăng Nguyệt Ngôn thì không ôm chí lớn, chỉ muốn ở Lăng Thành bồi bạn phu quân nàng đã có vô số con cháu phải chăm sóc rất nhiều lăng hàn lại đi tìm đám người cứu cứu nhạc trấn sơn cũng không có ở lăng thành mà xây một tòa thành thị khác khoảng cách cũng không xa hắn cho mọi người một năm thời gian một năm sau hắn sẽ mang người muốn đi xuất phát về viêm xương vị diện thời gian lặng yên mà qua đám người hội tụ lăng thành nhìn lẫn nhau giống như lại về tới một kỷ nguyên trước đồng hành cũng không nhiều phần lớn lão nhân đều muốn ở tiên vực dưỡng già bởi vì bọn hắn đều là dùng tiên vương đan đột phá không có khả năng tiếp tục tiến một bước vậy đi viêm xương vị diện làm gì nơi đó cường giả như mây bỗng tìm cho mình không được tự nhiên sao nhưng rất nhiều người trẻ tuổi lại lựa chọn đi thế giới mới mạo hiểm bọn hắn muốn một tương lai càng thêm quang minh bàn tay lăng hàn xòe ra thu tất cả mọi người vào tiên khách cư sau đó bắt đầu xuyên thẳng qua nguyên thế giới đây là cực kỳ nguy hiểm ngay cả tiên kim cũng sẽ bị mài nhỏ nhị bộ thiên tôn cũng không dám làm như vậy nhưng Lăng Hàn khác biệt, hắn chỉ là chuẩn thiên tôn không sai, lại nắm giữ lực lượng vị diện của toàn bộ nguyên thế giới, tựa như là một phần tử của thế giới này, xuyên thẳng qua vị diện liền trở nên dễ dàng, căn bản sẽ không gặp được bất kỳ lực cản. Vẹn vẹn hơn 50 năm sau, Lăng Hàn liền về tới viêm xương vị diện. Hắn cũng không có an bài mọi người tiến vào thiên hạ đệ nhất võ viện, nơi đó thiên tài, cao thủ nhiều lắm, chỉ làm cho đám người bị đả kích mà không có chút hiệu quả khích lệ nào. Chỉ tìm một địa phương yên tĩnh, An toàn, Lăng Hàn thả mọi người xuống, để bọn hắn ở chỗ này tu luyện, đương nhiên cũng có thể đi địa phương khác du lịch. Hắn lưu lại một chút bảo vật, đủ để trấn áp Tiên Vương tầng 9. Sắp xếp xong xuôi, Lăng Hàn liền xuất phát, lại trở về võ viện một chuyến. Hắn chính thức đưa ra xin phép nghỉ học, từ đó về sau không còn là thành viên võ viện, đã không đạt được võ viện bảo hộ, cũng không cần lại bị quy tắc của võ viện trói buộc, mặc dù đối với thiên tôn mà nói, vốn là sẽ không đi quản quy củ gì. Nữ hoàng như yêu nữ cũng nghỉ học, ba người chuẩn bị một chút, liền xuất phát về phía ngoại vực chiến trường. Chương 3113, Ngự hư xuất thủ. Đối với Lăng Hàn nghỉ học, phương diện võ viện là không thể lý giải, bởi vì Lăng Hàn đã thành phế nhân, tự nhiên không có khả năng lại đi phá hư quy củ của võ viện, như vậy hắn càng nên bắt lấy thân phận đệ tử võ viện này, như vậy ai cũng không thể công khai hãm hại hắn. Tại sao lại chủ động từ bỏ thân phận này? Ở trong bọn hắn không hiểu, ba người Lăng Hàn đã xuất phát ngoại vực chiến trường, ngự hư thiên tôn bỗng nhiên đứng lên, tiểu tử, người rốt cuộc xuất hiện, hắn sát cơ bắn ra bốn phía, nếu như đổi thành trước khi lăng hàn không có xảy ra chuyện, ngự hư thiên tôn tuyệt đối không dám xuất thủ với lăng hàn, ngay cả hồng vân thiên tôn cũng không phải đối thủ của lăng hàn, huống chi hắn. Cho nên, hắn mới có thể đi mời sư tôn của mình, nhưng mà không có chờ phong tình xuất thủ, liền truyền ra tin tức lăng hàn phế bỏ, hơn nữa trải qua lục bộ thiên tôn dò xét, xác định chuyện này. Vậy dĩ nhiên không cần phong tình xuất thủ. Tam bộ thiên tôn đi đối phó một tên phế nhân, đây là ô nhục vị thiên tôn này sao? Ngự Hư tự mình ra tay cũng không biết là đại tài tiểu dụng đến mức nào. Hắn nguyên có thể vì tiện phái ra một người đi đối phó Lăng Hàn, nhưng mối hận giết con nếu không thể tự tay báo, trong lòng của hắn cũng không thể bình tĩnh trở lại. Bởi vậy, Ngự Hư thiên tôn tự mình xuất thủ, tốc độ của hắn rất nhanh, không thể để cho Lăng Hàn tiến vào ngoại vực chiến trường, nếu không, hắn xuất thủ liền sẽ có cố kỵ vạn nhất bị người phát hiện hắn giết hại chiến hữu, kia thật là thất bộ thiên tôn cũng không giữ được hắn, nhất là trước đó Lăng Hàn còn vì nguyên thế giới làm ra cống hiến lớn như vậy, hiện tại vẫn còn ở trên tổng bảng, chỉ ít trong mười mấy kỷ nguyên không người nào có thể dung chuyển vị trí của hắn. Ở trong một sơn cốc, ngự hư thiên tôn cuối cùng chặn được đoàn người Lăng Hàn. Lăng Hàn, còn muốn đi đâu? Hắn lạnh lùng nói, hưu, thân hình hiển hiện, trên thân mang theo sát khí lành lạnh, mất con thống khổ, để hai mắt hắn đều phiếm hồng. Hắn là người tốt hay người xấu, là tội nhân hay công thần, này lưu cho lịch sử đi bình phán, nhưng hắn tuyệt đối là một tử phụ. Lăng Hàn lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt, tại sao hắn phải về võ viện một chuyến, tháo thân phận đệ tử của mình? Thứ nhất, hắn chính là muốn thả ra tin tức, hắn muốn đi ngoại vực chiến trường, dẫn những người không có hảo ý với hắn ra. Hiện tại hắn chỉ là một phế nhân, mặc dù bên người còn có Tiên Vương tầng 9, nhưng một chuẩn thiên tôn xuất thủ cũng đủ để làm được. Thứ hai, không có thân phận đệ tử võ viện, có thể càng thêm nới lỏng sát tâm của tặc tử, coi như sự tình trận chiến này tiết lộ ra ngoài, vậy cũng chỉ là một trận báo thù phổ thông, không cần gánh vác trách nhiệm gì. Ngự hư thiên tôn sẽ xuất hiện, cái này ở trong dự liệu của hắn, hắn muốn biết chính là còn có những người khác hay không. Tỷ như Trác binh, con của hắn bị nữ hoàng chụp chết, nhưng khi đó nữ hoàng có thân phận đệ tử võ viện bảo hộ, hiện tại hắn có thể tới đây hay không? Hiện tại hắn thật đúng là giả heo ăn thịt hổ, cũng không biết sẽ đến bao nhiêu con hổ đây. Ngự hư, đã lâu không gặp, Lăng Hàn nói, muốn nói trong người hắn cực kỳ hận, ngự hư tuyệt đối có thể bài danh trước ba. Lúc trước dị vực xâm lấn, lấy phong tình, cửu ngũ, thanh hỏa cầm đầu thế lực thiên tôn, chẳng những không có chống cự ngoại địch, ngược lại không ngừng ngăn cản, mà ngự hư càng là ba phen mấy bận muốn đoạt bảo vật của hắn, giết hắn. Bởi vậy, Lăng Hàn đối với cường giả dị vực ngược lại không quá hận, bởi vì ở dưới đại hoàn cảnh áp bách, trao đổi vị trí, có lẽ hắn cũng sẽ làm ra sự tình giống như cường giả dị vực nhưng trong mắt hắn tuyệt đối dung không được phản đồ, nhất định phải chu diệt. Rất lâu, ngự hư tiên vương lành lạnh nói, con mắt một mực nhìn chằm chằm lăng hàn, hắn sẽ không đơn giản giết chết lăng hàn, nhất định phải làm cho ác tử này nếm nhiều đau khổ, nhận hết tra tấn, lúc này mới xử lý. Ngươi là người mạnh nhất tiên vực, lại ở thời điểm tiên vực cần ngươi không xuất hiện, hơn nữa, giết hại đồng bào tiên vực, ăn cây táo rào cây sung. Xúc sinh giống như ngươi, làm sao có mặt còn sống. Lăng hàn châm chọc nói ngự hư thiên tôn cũng không tức giận nếu hắn đơn giản liền không giữ được bình tĩnh như vậy vậy làm sao có khả năng đột phá thiên tôn hắn chỉ mỉm cười sát khí trở nên càng ngày càng hừng hực ngươi muốn chết như thế nào hắn hỏi lão quỷ ngươi mới đi chết nữ hoàng liền xông ra ngoài hai tay dương động đánh về phía ngự hư oanh uy thế ngập trời ngự hư tiên vương đầu tiên là khinh thường nữ hoàng vừa ra tay liền để hắn thấy được rõ ràng đối phương chính là nhất bộ thiên tôn để hắn hơi kinh ngạc nhưng cũng chỉ như thế mà thôi, chẳng lẽ nhị bộ thiên tôn còn ép không được nhất bộ sao? Nhưng khi hắn phát giác uy năng một kích này của nữ hoàng, hắn liền động dung. Thật mạnh, đây tuyệt đối không phải nhất bộ chi uy a. À. Bành, hai người đối oanh một kích, thân hình ai cũng rung động, liên tục lui ra phía sau. Ngươi, ngự hư thiên tôn đứng vững, hắn cũng không có ăn thiệt thòi ở trên một kích này, nhưng cũng không chiếm được nhiều ít tiện nghi. Hắn biết mình dảo bước tiến lên nhị bộ không bao lâu, chiến lược không thể so sánh với nhị bộ thiên tôn uy tín lâu năm, nhưng nhị bộ áp chế nhất bộ, đây không phải thiên kinh địa nghĩa sao? Nữ tử này, làm sao lại cường đại như thế? Chẳng lẽ cùng lăng hàn chung một chỗ, đều là siêu cấp yêu nghiệt sao? Hắn nhíu mày, mặc dù thực lực của hắn hơi chiếm thượng phong, nhưng muốn chiến thắng nữ hoàng cũng không phải một chuyện dễ dàng. Không dễ làm a, à, trong lòng nghĩ như vậy, nhưng Ngự Hư Thiên Tôn tự nhiên không có suy nghĩ dừng tay, đây là cơ hội tốt nhất giải quyết lăng hàn. Hơn nữa trên tràng diện là hắn nắm giữ ưu thế, chỉ là không có dễ như trở bàn tay như trong tưởng tượng mà thôi. Tốn hao một chút tay chân, nữ hoàng là thủ, thủ lâu tất thua, chỉ cần cho hắn bắt lấy một cơ hội liền có thể giết Lăng Hàn. Đương nhiên, nếu có thể, Ngự Hư Thiên Tôn vẫn muốn bắt tất cả mọi người, ở trước mặt Lăng Hàn tra tấn từng cái, giết chết, để hắn cũng nhấm nháp tư vị mất thân nhân một chút. A, à, đúng, tiểu tử này cũng có một đứa con trai. Hắc hắc, Ngự Hư Thiên Tôn xuất thủ. Công về phía nữ hoàng, nhất bộ thiên tôn này không thể coi thường. Nữ hoàng hét to một tiếng, không sợ nginh tiếp. Chương 3114, tùy tiện giết một. Nàng không có sợ đầu sợ đuôi như Ngự Hư Thiên Tôn suy nghĩ, bởi vì chiến lực của Lăng Hàn còn cường đại hơn nàng, càng là tùy thời có thể xung kích nhất bộ, cần nàng lo lắng sao? Hai người đại chiến, từ khi nữ hoàng đột phá thiên tôn, còn không có cùng thiên tôn chân chính đại chiến qua, bởi vậy, chiến ý của nàng hừng hực, đánh rất cấp tiến, không ngừng cường công. Cái này khiến ngự hư thiên tôn cực kỳ tức giận, người cho rằng mình thật sự là nhị bộ thiên tôn sao. Hắn cũng hét lớn một tiếng, triển khai thiên tôn bảo thuật, cùng nữ hoàng chơi liều. Hai đại thiên tôn kịch chiến, nhấc lên phong bạo đáng sợ, quần tinh vẫn lạc, đại sơn tùy tiện liền bị san bằng, biển cả cũng trong nháy mắt bốc hơi, đây là lực lượng siêu việt quy tắc va chạm, lực phá hoại thật đáng sợ. Nhưng mà, ngự hư thiên tôn làm sao cũng không áp chế nổi nữ hoàng. Hắn cảm thấy chấn kinh, ấn lý tới nói, hắn áp chế như vậy, nữ hoàng căn bản thở không nổi mới phải, lực lượng hẳn rất nhanh hao hết, dù sao chỉ là nhất bộ mà thôi. Nhưng chiến lâu như vậy, lực lượng của nữ hoàng còn có thể duy trì đỉnh phong, cái này khiến hắn không thể tin được, không thể tiếp nhận. Tiếp tục như vậy, hắn thật có thể áp chế được nữ hoàng sao? Tâm niệm hắn động chuyển, nhìn về phía lăng hàn, vẫn là trước tiên cầm xuống chính chủ, như vậy liền có thể buông tay đánh cực một lần, có thể cầm xuống nữ hoàng tốt nhất, không thể cầm xuống. Vậy cũng không có tổn thất gì, Ha ha, Ngự Hư huynh, cần bản Tôn giúp một tay không? Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên, Ngự Hư Thiên Tôn đầu tiên là sướng sờ, sau đó đại hỉ. Trác huynh, Trác Binh, cha của Trác Khải, nhị bộ Thiên Tôn. Ngự Hư là nhị bộ mới lên cấp, nhưng Trác Binh sớm hơn hắn nhiều, bởi vì thời điểm hắn còn ở tầng 9, Trác Binh cũng đã là chuẩn Thiên Tôn. Hai đại Thiên Tôn liên thủ, đừng nói cầm xuống Lăng Hàn, dù trấn áp nhất bộ cổ quái kia cũng không phải vấn đề. Trác Binh xuất hiện hắn đứng ngạo nghễ ở trên bầu trời ý nghĩ giống như ngự hư hắn muốn ở thời điểm lăng hàn tiến vào ngoại vực chiến trường giải quyết không thì sẽ có chút phiền phức mặc dù chỉ là phiền toái nhỏ nhưng có thể tránh đi tại sao lại không làm trác huynh người bắt ác tử kia lại sau đó cùng bản tôn liên thủ trấn áp nữ nhân cổ quái này ngự hư thiên tôn nói trác binh gật đầu lúc đầu hắn không có khả năng để ý một nhất bộ thiên tôn nhưng nữ hoàng cường đại đến không tưởng nổi để hắn cũng hiếu kỳ muốn biết vì cái gì Đối với bọn hắn, tăng lên tu vi, lớn mạnh thực lực kỳ thật siêu việt hết thảy, dù con ruột cũng kém. Hắn lạnh lùng nhìn Lăng Hàn, khóe miệng lộ ra nụ cười rét lạnh, hắn thấy, một tên phế nhân đương nhiên là dễ như trở bàn tay, dù bên cạnh hắn còn có một tiên vương tầng 9 thủ hộ. Lăng Hàn mỉm cười nói, ngươi tin hay không, ta có thể một tay quất bay ngươi. Trác binh căn bản không thèm để ý, hiện tại Lăng Hàn cũng chỉ có thể ngoài miệng khoe khoang, hắn cần đấu võ mồm với một tên phế nhân sao. Hắn lấy tay, bắt về phía Lăng Hàn, oanh, lực lượng vô tận ngưng tụ, hóa thành một đại thủ, phù văn vượt qua quy tắc hiển hiện, đây là thiên tôn pháp, nhưng không có cách nào hiển hóa, sáng tối chập chờn, khó mà bắt giữ. Dưới một trường, hắn muốn bắt cả Lăng Hàn cùng Nhu yêu nữ. Lăng Hàn lắc đầu, một bàn tay rút ra ngoài, oanh, đồng dạng có lực lượng vô tận ngưng tụ, hóa thành một bàn tay lớn màu vàng óng, nghênh đón về phía Trác Binh. Một kích đối oanh, đại thủ lập tức bị oanh bạo bàn tay màu vàng óng lại không ngừng, tiếp tục vỗ tới Trác Binh. Cái gì, Trác Binh quá sợ hãi, đây không phải một tên phế nhân sao, làm sao còn sẽ có lực lượng cường đại như vậy. Ngươi là đang nói đùa sao, cái này cũng coi như phế nhân, vậy hắn tính cái gì. Đại phế vật sao, nhất niệm chưa tất, đại thủ đã đập tới. Trác Binh vội vàng trốn tránh, nhưng đã quá muộn, chỉ có thể vận chuyển lực lượng bảo hộ ở trên thân, nói xác thực, là ở trên mặt, bởi vì một trường này chính là quất tới mặt của hắn ba một tay rút qua hắn lập tức bay ra ngoài bành 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 trên đường đi hắn không biết đụng gãy nhiều ít dãy núi mà trong lòng trác binh chỉ có một ý niệm con mẹ nó cái này không phải phế nhân gì cái này là tam bộ thiên tôn a à. hắn giật mình đến tận xương tủy đâu còn có ý nghĩ tìm lăng hàn phiền phức ý niệm duy nhất chính là chạy chạy cách lăng hàn càng xa càng tốt đời này hắn sẽ không bao giờ tin tưởng thuyết pháp lăng hàn bị phế gì đây là hố người hố cha hóa. hắn ổn hạ thân hình đang muốn xoay người chạy, lại ngạc nhiên nhìn thấy một đại thủ vồ tới. Nói một bàn tay quất bay ngươi, đúng hay không? Chính là Lăng Hàn, Trác Binh chỉ cảm thấy trái tim kịch liệt co rút, còn tốt, Thiên Tôn Há sẽ ngay cả chút chấn định ấy cũng không có, hắn gặp nguy không loạn, miễn cưỡng đưa tay đón đỡ, chỉ cần có thể thở qua một hơi, dù lại bị tổn thương nặng hơn nữa cũng mặc kệ, hắn muốn chạy trốn. Ba, hắn ngăn, nhưng cánh tay thật giống như mì sợi làm thành, căn bản không chịu nổi một kích, chỉ gặp lăng hàn tay tiến quân thần tốc bắt lấy ngực của hắn nhị bộ thiên tôn không chịu nổi một kích hiện tại lăng hàn ý cảnh viên mãn trong cơ thể có lực lượng vị diện của nguyên thế giới cái này bạo phát ra uy năng là đáng sợ bực nào có thể địch tam bộ lăng hàn nắm lấy trác binh tay phải liên tục chấn động mấy lần lực lượng cuồng bạo xung kích xương cốt toàn thân trác binh đều vỡ nát hoàn toàn mất đi chiến lực dưới chân hắn bước ra một bước đã về tới trong sơn cốc đương nhiên hiện tại sơn cốc đã hoàn toàn biến mất bị hai vị thiên tôn san bằng ngự hư thiên tôn đang cùng nữ hoàng kịch chiến cũng không có phát hiện vừa rồi trác binh bị thắt bay mắt thấy một bóng người bay vụt đến hắn chỉ cho là trác binh đã bắt được lăng hàn hắn cười ha ha trác huynh người bắt tiểu tử kia vừa nghiêng đầu biểu lộ của ngự hư thiên tôn lập tức trở nên vô cùng đặc sắc chuyện gì xảy ra hắn thấy Lăng Hàn hẳn là thuốc thủ chịu trói lại một trưởng chụp lấy Trác Binh, mà Trác Binh thì toàn thân rủ xuống, phảng phất như chó chết. Gặp quỷ a, một tên phế nhân bắt một nhị bộ thiên tôn, hơn nữa là trong thời gian ngắn như vậy. Lừa gạt quỷ a, Ngự Hư Thiên Tôn thất thần, lại xém chút bị nữ hoàng oanh chúng, để hắn liền lùi lại vài dặm, khóe miệng cũng tràn ra vết máu, lơ là sơ suất liền phải trả giá đắt. Chương 3115, tùy tiện giết hai. Nhưng hắn lại là không phát giác gì, chỉ là kinh ngạc nhìn Lăng Hàn chỉ cảm thấy tựa như thấy quỷ. Lăng Hàn nhoẻn miệng cười, rất thất vọng, rất giật mình đúng hay không? Ngự hư thiên tôn cuối cùng ổn định cảm xúc, nói. Ngươi không có bị phế, đây là một cái bom khói, trôn hố nhầm vào hắn. Lăng Hàn lắc đầu, không nên quá để mắt mình, ta còn khinh thường làm như vậy. Ngự hư thiên tôn trầm ngâm nói, trước ngươi xác thực phế đi, hiện tại chẳng những khôi phục, hơn nữa thực lực tiến thêm một bước. Không sai, Lăng Hàn gật đầu, ngự hư thiên tôn quay người lại, muốn xé không gian rời đi. Trác binh mạnh hơn hắn cũng không chịu nổi một kích, huống chi là hắn. Hắn thậm chí hoài nghi, xem như phong tình thiên tôn xuất thủ, lại làm gì được lăng hàn sao. Trốn, trốn về ngoại vực chiến trường, chỉ là hắn hiển nhiên đánh giá cao năng lực của mình, hay đánh giá thấp thực lực của lăng hàn, bành, hắn vừa mới xé rách không gian lập tức vỡ vụn, một cái đại thủ cũng dò xét tới, bắt cổ của hắn. Là lăng hàn, ngự hư thiên tôn quá sợ hãi, mặc dù hắn nhìn thấy trác binh bị lăng hàn bắt, biết thực lực của Lăng Hàn khẳng định mạnh hơn, nhưng không có nhận thức trực quan, thẳng đến lúc này hắn mới biết được Lăng Hàn mạnh đến tình trạng gì. Hoặc là nói, tam bộ thiên tôn đối với nhị bộ nghiền ép là lớn bực nào. Ba, hắn không có sức chống cự, đã rơi vào trong tay Lăng Hàn. Hắn chỉ cảm thấy phẫn nộ, không cam lòng, lúc trước hắn muốn giết Lăng Hàn, chỉ là sự tình lật tay, nhưng hôm nay, dù hắn trở thành nhị bộ thiên tôn cũng không phải đối thủ của Lăng Hàn. Hắn hối hận, quá hối hận, hối hận, Lăng Hàn cười lạnh ha ha người hẳn nên hối hận chính là vì cái gì lúc trước không có thai tiên vượt xuất lực tại sao phải lấn ta mới có kết quả bây giờ hết thảy đều chỉ là ngươi tự tìm thằng nhãi danh muốn chém giết muốn róc thịt ngươi cứ tự nhiên đừng tưởng rằng bản tôn sẽ cúi đầu trước ngươi Ngự hư thiên tôn quát có thể trở thành thiên tôn đây tuyệt đối là hạng người ý chí kiên định sao lại mềm yếu được lăng hàn gật đầu tay trái chấn động ba 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 xương cốt trong cơ thể ngự hư thiên tôn vỡ nát hai tay hắn hợp lại, bành, ngự hư thiên tôn liền cùng trác binh đụng vào nhau, hai người ai cũng đụng thành bùn nhão. trong ta có ngươi, trong ngươi có ta, cũng không phụ bọn hắn liên thủ một trận. lăng hàn tiện tay ném thi thể của hai đại thiên tôn, ngự hư ở trong mắt hắn chỉ là tiểu nhân vật, chân chính được hắn nhớ ở trong lòng chính là phong tình cửu ngũ thanh hỏa còn tốt, dù sao không cùng hắn kết thù, thậm chí còn cùng hắn từng có một đoạn gặp nhau, ác cảm không phải quá lớn. ba người tiếp tục đi tới xuất phát về phía ngoại vực chiến trường. Để Lăng Hàn không biết là cảm thấy cao hứng hay thất vọng là, lại không có người ra đánh lén hắn. Là cho rằng ngự hư, trác binh xuất thủ, ta khẳng định khó thoát khỏi cái chết, lười lại ra tay, hay vẫn chỉ có hai người này muốn đẩy ta vào chỗ chết. Lang Hàn thì thào, qua mấy thập niên, ba người Lang Hàn rốt cuộc tái nhập ngoại vực chiến trường. Nhưng dù hắn bọn mặc đi tới tường thành, lại không phải cái nguyên lai like kia. Một kỳ nguyên qua, đại quân cuồng loạn không biết phát động bao nhiêu lần công kích, cũng làm cho tường thành từng cái thất thủ, phòng tuyến lui về phía sau một mảng lớn. đây là một tường thành mới xây, mà ở hậu phương đang có tường thành mới kiến tạo, công sự mới chỉ hoàn thành một phần ba, cách hoàn công xa xa khó vời. lăng hàn cùng nữ hoàng đi trả phép, lúc này thiên tôn chấn dư ở nơi này đương nhiên đã sớm đổi, nghe được lăng hàn cùng nữ hoàng nói muốn trả phép còn giật mình một cái, tình huống như thế nào, còn có trả phép sao? sau đó hắn mới nhận ra người đứng ở trước mặt hắn chính là lăng hàn. Lăng Hàn, hắn gọi ra, liên tục cảm khái. Đã hơn một kỷ nguyên, không nghĩ tới người còn trở về. Hắn là Chu Nham, năm đó vì tranh đoạt thất sát thất bạo đan, còn cùng Lăng Hàn giao thủ qua, một kỷ nguyên sau, hắn cũng thuận lợi bước vào thiên tôn vị. Dạng tiến cảnh này không thể so với yêu nghiệt như Ngô Hạo Dương, nhưng vô luận đặt ở chỗ nào cũng có thể được xưng tụng rất nhanh. Người nhìn, Lăng Hàn vẫn chỉ là chuẩn thiên tôn A. Lăng Hàn gật gật đầu, xem như trở lại, Chu Nham không khỏi lắc đầu, Lúc trước Lăng Hàn uy phong bá khí cỡ nào, so sánh với Ngô Hạo Dương cũng không kém cỏi, thậm chí còn có chút chiếm thượng phong, nhưng bây giờ thì sao, Ngô Hạo Dương đã là tứ bộ, Lăng Hàn lại thành phế nhân. Tạo hóa trêu ngươi, thiên ý khó dò. Lăng huynh, nhưng có tính toán gì không? Nể tình Lăng Hàn năm đó yêu nghiệt, Chu Nham rất khách khí, lại nói, hắn đã trở thành thiên tôn, tự nhiên đã sớm quên sự tình mình thua Lăng Hàn. Bọn hắn xem trọng là tương lai, không phải quá khứ. Lăng Hàn cười một tiếng, dự định trước ở lại chỗ này một đoạn thời gian tìm hiểu tình huống bạn cũ một chút sau đó lại tính toán đến lúc đó hắn sẽ đột phá thiên tôn tiến về tầng thứ hai chu nham gật đầu tốt ngươi ở lại chỗ này đi có chuyện gì có thể tới tìm ta cảm ơn lang hàn cười nói đây thật là thất vọng mới biết được nhân tâm chu nham cùng hắn cũng không có thân tình gì lại nguyện ý nói ra lời này đây thật là không dễ dàng tin tức Lăng hàn trở về truyền ra lập tức dẫn phát oanh động không nhỏ ai là Lăng Hàn, ai, ngươi là 7.000 tỷ năm trước mới người, khó trách ngươi không biết. Cái gì, ta đã tới 7.000 tỷ năm, còn tính là người mới. Đương nhiên, Lăng Hàn này là mãnh nhân ở một kỷ nguyên trước. Đi xem tổng bảng ở Thiên Xu một chút, người xếp hạng thứ 34 là ai? T, hắn là Lăng Hàn kia, nói nhảm, không phải hắn thì là ai? Thế nhưng mà, hắn một kỷ nguyên trước mãnh liệt như vậy, làm sao bây giờ còn ở nơi này? Ai, đây chính là thịnh cực mà suy a trước đó lăng hàn dùng một kỳ nguyên khổ tu lấy tu vi chuẩn thiên tôn liền có thể oanh bại nhị bộ thiên tôn uy danh đạt tới cường thịnh nhất thế nhưng mà hắn sung kích thiên tôn lại thất bại bây giờ đã là một phế nhân a à, người mới chậm rãi từ trong miệng lão nhân hiểu rõ đến lăng hàn cường đại cùng yêu nghiệt nhưng ai cũng cảm thấy đáng tiếc yêu nghiệt nhất thời lại rơi xuống tình trạng thê lương như thế đương nhiên cũng có thật nhiều người mới không tin chuẩn thiên tôn đánh ngã nhị bộ ngươi làm sao không còn thổi lớn một chút ngay cả thất bộ thiên tôn cũng có thể làm thịt. chương 3116, phế nhân trở về. Nhưng vô luận như thế nào, hiện tại Lăng Hàn cũng chỉ là một phế nhân, tới đây an độ lúc tuổi già, bởi vì trước đó hắn đắc tội không ít người, dù ở trong thiên hạ đệ nhất phó viện cũng chưa chắc an toàn. Nơi này liền không giống, nghiêm cấm nội đấu, nếu không chính là bị xử tử, có thể nói là tuyệt đối an toàn. Bất quá là thứ hèn nhát mà thôi, có chút người mới cách niên đại Lăng Hàn uy phong bá đạo quá lâu, Ai cũng xuất khẩu châm chọc. Nơi này chính là ngoại vực chiến trường, không phải địa phương dưỡng lão. Loại người này còn sống lại có ý nghĩa gì? Nơi này không cho phép nội đấu, những người này liền mỗi ngày đi tới trước cổng Lăng Hàn lắc lư, nói lời chào phúng, hy vọng Lăng Hàn có thể có tự mình hiểu lấy, tranh thủ thời gian rời đi. Lăng Hàn chỉ coi như không có nghe được, hắn muốn câu cá, còn có bao nhiêu người mang ác ý với hắn, mặt khác, hoạn nạn gặp chân tình, hắn phế, lại sẽ có bao nhiêu người ở biết tin tức tới thăm. Trước đó hắn ở võ viện, người ở ngoại vực chiến trường không rút ra được, nhưng bây giờ khác biệt, chỉ là cấp độ cách xa nhau, tới lui rất thuận tiện. Cũng không lâu lắm, nhóm bạn cũ của Lăng Hàn liền nhau nhau tới. Rất nhiều người, tỷ như Vũ Hoàng, Dị, Tàn Nguyệt, Âm Mục, Đỗ Thập Nhất, còn có Kỷ Vô Danh, Hỏa Phù Dung, đương nhiên còn có Đại Hắc Cẩu, Duyên Sinh Thiên Tôn, bây giờ bọn hắn toàn bộ đều đã trở thành Thiên Tôn. Đương nhiên còn có phụ tử Lăng Kiến Tuyết, Lăng Phi Phàm, Lăng Kiến Tuyết đã trở thành nhất bộ Thiên Tôn, mà Lăng Phi Phàm cũng đạt tới chuẩn thiên tôn, trước mắt hắn còn ở tầng thứ nhất. Nghiêm tiên lộ đâu, Lăng Hàn hỏi, hy sinh, dị nói, sớm ở 11 vạn ức năm trước, nghiêm tiên lộ đi vào tầng thứ nhất không bao lâu, liền ở dưới đại quân cuồng loạn công thành chết trận. Lăng Hàn không khỏi đáng tiếc, hắn cùng nghiêm tiên lộ giao tình cực kỳ lâu, không nghĩ tới lại đột nhiên nghe được tin đối phương chết. Nhưng càng nhiều người đều ở trong chiến tranh huyết tinh khỏe mạnh trưởng thành, tuyệt đại yêu nghiệt giống như A Mục đã trở thành nhị bộ thiên tôn, mà Vũ Hoàng, Duyên sinh thiên tôn cũng cách nhị bộ không xa, chỉ có dị cùng đại hắc cầu kém hơn nhiều, nhất bộ có thể là điểm cuối cùng của bọn hắn. Cái này còn là bởi vì bọn hắn ở viêm xương vị diệt, nếu không, ở tiên vực ngay cả nhất bộ cũng là hy vọng xa vời. Đám người nói chuyện vài ngày, nhưng bọn hắn không thể rời đi cương vị của mình thời gian quá dài, liền nhau nhau lưu lại một chút bảo vật. Không biết đối với Lăng Hàn có tác dụng hay không, nhưng có một chút tác dụng cũng tốt, hy vọng Lăng Hàn có thể nhanh khỏe mạnh ta là cực kỳ hoài niệm thời gian cùng ngươi cạnh tranh. Kỳ vô danh nói, Lăng Hàn cười ha ha, chỉ hy vọng ngươi có thể một mực bảo trì lòng tin như vậy. Đám người từng cái rời đi, trụ sở của Lăng Hàn lần nữa khôi phục yên tĩnh. Kỳ thật ở trong lúc này vẫn lạc rất nhiều người, ngoại trừ nghiêm tiên lộ, lúc trước thiên kiêu từ tiên vượt tới cơ bản đều hồn táng tha hương, tỉ như yên nhiên, mạnh phi thành, thiên ngữ tiên vương, vân hư tiên vương. Đây là một cái cối say thịt, mặc dù có thể để người ta nhanh chóng trưởng thành, nhưng cũng tràn đầy nguy hiểm phần lớn người cuối cùng chỉ có ảm đạm hóa đạo lăng hàn cực kỳ cảm khái đi tới chỗ anh liệt bia tưởng niệm đây là nơi kỷ niệm tất cả dũng sĩ hy sinh ở đây thời gian dài như thế số lượng anh hùng chết trận nhiều đến kinh người dù lấy thần thức của lăng hàn đảo qua một lần cũng cần chút thời gian hắn ở đây tưởng nhớ rót một chén rượu vẩy trên mặt đất kính những đồng bào tiên vực chết đi kia nha là ai giả mù sa mưa có người ở phía sau nói không phải phế nhân sợ chết kia sao lại có người cười tiếp lời những anh hùng đều đã chết trận một tên phế nhân vẫn còn tham sống sợ chết không sao lần sau đại quân cuồng loạn đánh tới liền để hắn tự sinh tự diệt nhóm này hết thảy có bảy người người một lời ta một câu cực kỳ châm trọc bọn hắn thật sự là không quen nhìn lăng hàn một tên phế nhân còn sống thế mà trốn vào nơi này đây chính là vùng đất của dũng sĩ thánh điện của anh liệt làm sao chứa được một thứ hèn nhát nữ hoàng giận dữ muốn động thủ lăng hàn đưa tay ôm nàng bất quá là mấy tiểu thí hài không cần so đo địch tập địch tập đúng lúc này tiếng kêu tê tâm liệt phế vang lên địch tập ở chỗ này địch tập chỉ đại biểu một ý tứ cái kia chính là đại quân cuồng loạn công tới hưu bảy người trẻ tuổi trước đó còn chào phúng lăng hàn kia lập tức chạy trở về không tiếp tục để ý tới lăng hàn nữa chúng ta cũng trở về đi lăng hàn nói hắn cùng nữ hoàng nhu yêu nữ trực tiếp tiến về tường thành lập tức liền nghe phía bên ngoài truyền đến tiếng oanh minh đại địa run rẩy thiên địa động dung lần này công kích còn hơn dĩ vãng bên cạnh có người nói nghe động tĩnh cực kỳ đáng sợ lần công kích này quy mô quá lớn một người khác cũng nói thanh âm đều đang run rẩy cũng khó trách hắn sẽ khống chế không nổi mình dưới một lần đại quy mô công kích bọn hắn liền tử thương vô số mà một lần quy mô công kích cực lớn chẳng những sẽ tạo thành càng nhiều thương vong thậm chí ngay cả toàn bộ tường thành cũng sẽ phá hư bị ép lui phòng tuyến về phía sau lang hàn cũng có chút giật mình bởi vì chỉ nghe đại địa chấn động lần này đại quân cuồng loạn xác thực kinh khủng hắn nhìn về phía nữ hoàng cùng nhu yêu nữ sau khi chiến đấu bắt đầu toàn lực ứng phó lần này công kích cực kỳ kinh khủng có khả năng đánh một trận xong tường thành sẽ không còn tồn tại hơn nữa đạo phòng tuyến phía sau còn không có tu kiến tốt bởi vậy đạo phòng tuyến này thất thủ đại quân cuồng loạn sẽ tiến quân thần tốc Đương nhiên, xâm nhập quá sâu, thiên tôn liền sẽ không nhận thiên địa của hai giới áp chế, có thể toàn lực phát huy, tới một nhị bộ hoặc tam bộ thiên tôn liền có thể bình định, nhưng ý vị này là phòng tuyến đại tan tác. Hai giới chiến tranh, mấu chốt ở chỗ lãnh thổ, bọn hắn vừa lui, cuồng loạn liền có thể tiến lên, thôn vệ những lãnh thổ này, này lớn kia tiêu, ra tốc viêm xương vị diện tiêu vong. Cho nên, tất đất tất tranh, tuyệt đối không thể mất. Nữ hoàng cùng nhu yêu nữ đều gật đầu, các nàng cũng biết cuộc chiến tranh này nghiêm trọng, oanh tường thành phát động công kích từng làn sóng ánh sáng xung kích tạo thành đại phá hư đại quân cuồng loạn xông vào trước mặt từng mảnh từng mảnh ngã xuống nhưng người đứng ở đầu tường lại ngạc nhiên thất sắc chương 3117, lui bởi vì so với trước kia số lượng quân đội ngã xuống quá ít nguyên nhân ở chỗ trên thân binh sĩ cuồng loạn đều chấp động lên ánh sáng kim loại có màu vàng kim cũng có ngân sắc màu đen lục sắc đủ mọi màu sắc cực kỳ tươi sáng tiên kim tất cả mọi người hít một ngụm khí lạnh. lúc trước chiến tranh dài dằng dặc, đại quân cuồng loạn chính là trần trùng trục mà đến, trên thân không có vũ khí cùng đồ phòng ngự, nhưng lần này khác biệt. mặc dù tiên kim không thể hoàn toàn ngăn lại sóng ánh sáng xung kích, nhưng trung quy là tồn tại mạnh mẽ nhất trong cấp độ quy tắc, luôn có thể đưa đến chút hiệu quả phòng ngự. lại nói, đây cũng chỉ là tầng không gian thứ nhất, uy lực của sóng ánh sáng có hạn. trước kia cuồng loạn không có nghĩ tới sao? hiển nhiên không có khả năng, nó chỉ là hóa thân thành vị diệt. Không phải một ngực là vị diện, không có năng lực suy tính. Chuyện này chỉ có thể nói rõ, trước kia nó không có năng lực như vậy, có thể đại quy mô sáng tạo ra tiên kim, nhưng bây giờ nó có thể làm được. Đây không phải là một tin tức tốt, bởi vì chuyện này chỉ có thể nói rõ cuồng loạn trở nên càng thêm cường đại. Hiện tại đám người không có tâm tình đi cân nhắc vấn đề này, đại lượng binh sĩ cuồng loạn đã bay qua tường thành, bắt đầu công kích. Chiến lực cá thể của bọn chúng cực kỳ cường đại, một con hổ ba đầu chấn động hai cánh rơi xuống ba cái đầu phân biệt phun ra hỏa diễm, lôi quang cùng hắc thủy, lập tức tạo thành đại phá hư. A, à, tiếng kêu thảm thiết liên tục, hổ ba đầu chính là chuẩn thiên tôn, nhưng võ giả nơi này lại lấy tiên vương tầng 9 làm chủ, chỗ nào có thể chống đỡ được chuẩn thiên tôn phát huy. Mắt thấy dưới một kích liền muốn tạo thành đại thương vong, lại nghe bịch một tiếng vang thật lớn, hổ ba đầu sinh sinh nổ thành huyết vũ. Mấy người may mắn kia xem xét, lại phát hiện người một quyền oanh bạo hổ ba đầu, cứu tính mạng mình lại là lăng hàn. Cũng khéo, bọn hắn chính là người trước đó ở anh liệt bia trào phúng lăng hàn, được phế vật trong miệng mình cứu vớt, để bọn hắn đã chấn kinh lại thẹn. Hảo hảo sống sót, lăng hàn bỏ xuống một câu, thân hình lập tức bắn lên, giết ra ngoài. Hắn, hắn thực sự là phế vật, không, hắn là anh hùng, mấy người kia thì thào. Lăng hàn đại khai sát giới, thực lực của hắn bây giờ quá mạnh, hơn nữa, lực lượng của hắn đến từ bản thân, tự thành một thể, tự nhiên không nhận thiên địa áp chế, vô luận là ở đâu chiến lược của hắn cũng sẽ không có bất kỳ biến hóa bành hắn đấm ra một quyền đánh ra một đạo kinh lực hóa thành một chùm sáng bành một đầu hắc lang to lớn lập tức bị đánh bạo quang đoàn cũng không có tiêu tán mà tiếp tục tiến lên bành 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 một hơi oanh bạo bảy con quái vật mới hao hết năng lượng mà cái này vẻn vẹn chỉ là một kích tùy ý của lăng hàn thân hình hắn như điện ở trên chiến tuyến dài rằng giặc tung hoành một kích xuống quản ngươi là chuẩn thiên tôn hay không chỉ có bị oanh sát thành cạn bã. Mỗi người đều nhìn thấy, một thân hình tung hoành, giết địch, cho thấy tư thái vô địch. Nhưng mà, mặc dù tốc độ của Lăng Hàn rất nhanh, nhưng không chịu nổi trận tuyến quá dài, khi hắn giết tới một chỗ khác, tường thành đầu phía kia đã luân hãm, đại lượng quái vật tràn vào thành, đại khai sát giới. Lăng Hàn hét lớn một tiếng, lại từ một chỗ khác giết trở lại. Địa phương có hắn, quái vật căn bản không thể tồn tại, nhưng hắn dù sao chỉ có một người, không thể phân thân. Lui! hắn lớn tiếng nói, tất cả mọi người lui, Chu Nham cũng biết phòng tuyến thủ không được, lần này đại quân cuồng loạn quy mô hơn xa dĩ vãng, hơn nữa còn mặc tiên kim, để tác dụng của tường thành suy yếu thật lớn, ở đây kịch chiến, không biết sẽ chết bao nhiêu người. Hắn phát ra hiệu lệnh, để đại bộ đội rút lui. Lăng Hàn lưu lại, trước đó địch ta hỗn tạp, hắn có chỗ cố kỵ, nhưng chỉ cần người nhà đi hết, hắn liền có thể buông tay chiến một trận. Hắn thu nhu yêu nữ vào tiên khách cư, nữ hoàng là nhất bộ thiên tôn, hơn nữa giống như hắn lực lượng đến từ bản thân chẳng những thực lực mạnh hơn hơn nữa lực lượng cuồn cuộn không dứt không cần lo lắng đến tiếp sau bất lực lang hàn trực tiếp giết ra tường thành giống như lúc trước cùng ngô hạo dương đại chiến bắt đầu đại khai sát giới chỉ là lần này là nữ hoàng theo ở bên cạnh hắn hai người liên thủ oanh lực lượng oanh ra như biển cả triều dâng từng mảnh nhỏ quái vật ngã xuống những đại quân này hung hãn không sợ chết ai cũng oanh ra công kích muốn giết chết lang hàn cùng nữ hoàng mười tên tiên vương tầng chín đỉnh phong có thể địch nổi một chuẩn thiên tôn, mà mười tên chuẩn thiên tôn đủ để địch nổi một thiên tôn chân chính. như vậy, nơi này có mấy trăm hơn ngàn vạn chuẩn thiên tôn, liên thủ lại có bao nhiêu kinh khủng. lang hàn tuyệt không muốn thử thân hình hắn rơi xuống, miễn cho ở trên bầu trời trở thành bia sống. hắn cùng nữ hoàng ở trong đám quái vật chém giết, coi những quái vật này trở thành tấm mộc, chỉ cần tiếp nhận quái vật quanh mình công kích, số lượng này tối đa cũng chỉ mấy trăm hoàn toàn ở trong phạm vi lăng hàn cùng nữ hoàng có thể chịu đựng được vô số quái vật ngã xuống nhưng vẫn có thật nhiều cá lọt lưới giết về phía đại bộ đội lăng hàn cũng không quản được nhiều nếu hắn đuổi theo như vậy tất nhiên sẽ trở thành bia sống hắn hoàn toàn không biết mình có thể ngăn lại nhiều chuẩn thiên tôn như vậy hay không hơn nữa chiến tranh cũng không phải chuyện thuộc về một cá nhân hắn không cần thiết ôm hết lên người mình giết lăng hàn giết đến thiên hôn địa ám chiến lực của hắn cường đại có thể so sánh với Tam bộ thiên tôn, hơn nữa, lực lượng hoàn toàn đến từ bản thân, như ở trong người truyền tống lực lượng, kéo dài không dứt, nhưng ở dưới kịch chiến như vậy, hắn vậy mà cũng cảm nhận được mệt mỏi. Đây là bởi vì hắn dù sao chỉ là chuẩn thiên tôn, lực lượng vị diện trong cơ thể chỉ có được một cái hình thức ban đầu, còn không có hóa thành vị diện chân chính, cung cấp lực lượng tự nhiên có hạn. Bình thường không có việc gì, dù chiến Tam bộ thiên tôn cũng không hoảng hốt, nhưng bây giờ nơi này chuẩn thiên tôn thực sự quá nhiều mấy trăm cái tể anh, đối với hắn tiêu hao rất nhiều. Lần này không giống như một kỷ nguyên trước, đại quân cuồng loạn chẳng những số lượng càng nhiều, hơn nữa còn có tiên kim thủ hộ, giết càng thêm khó khăn. Hắn cũng cảm thấy có chút phí sức, nữ hoàng liền càng thảm, ngay cả mái tóc cũng có chút loạn, thở hổn hển không thôi. Chương 3118, một người độc lập. Ngươi nghỉ ngơi trước một chút, lang Hàn thu nữ hoàng vào tiên khách cư, bọn hắn khôi phục chỉ cần từ bản thân xuất phát, không cần câu thông thiên địa, bởi vậy ở chỗ nào đều được ở trong cơ tiên khách đương nhiên an toàn lăng hàn tế ra tiên ma kiếm toàn lực ứng phó từng đạo kiếm mang vung chém hắn lại vận chuyển ngũ hành lôi thuật không ngừng oanh ra lôi quang đáng sợ dưới một kích liền có thể giết chết mấy chục con quái vật chỉ là số lượng quái vật thật sự là nhiều lắm còn liên nguyên không ngừng tuôn qua rất nhanh liền bao phủ lăng hàn đại quân một đường lui rất nhanh liền đi tới đạo phòng tuyến thứ hai nơi này còn đang tiến hành kiến tạo công sự phòng ngự tường thành xa xa không có thành hình. Chuyện gì xảy ra, sao các ngươi lui trở lại? Một thiên tôn phụ trách chỉ huy chấn giữ nơi này hỏi. Chu Nham thật lòng bẩm báo, để một tên thiên tôn khác sợ hãi. Tần suất công kích của cuồng loạn càng lúc càng nhanh, nguyên bản như loại đại quy mô công kích này mấy ngàn vạn năm mới có thể xuất hiện một lần, nhưng vài ức năm gần đây lại không ngừng gia tốc, mấy chục vạn năm một lần, mấy vạn năm một lần, mấy ngàn năm một lần. Lần trước công kích như vậy là lúc nào? 700 năm trước, vẹn vẹn chỉ đi qua chút thời gian như vậy, quy mô công kích cực lớn lại tới. Vậy phải làm sao bây giờ? Mặc dù bọn hắn đang gia tăng kiến thiết đạo tường thành thứ hai, nhưng ít ra còn cần 200 năm thời gian. Chỉ có tử chiến, Chu Nham nói, nơi này tuyệt không thể thất thủ, nếu không, chúng ta liền để đại quân cuồng loạn tiến quân thần tốc. Một tên thiên tôn khác gật đầu, hắn lệnh tất cả mọi người dừng lại kiến trúc công sự, chuẩn bị chiến đấu. Chỉ là một hồi, đại bộ đội của cuồng loạn đánh tới. Mới chỉ như thế, một tên thiên tôn khác nói, nghe Chu Nham nói cuồng loạn lại phát động một đợt quy mô tiến công cực lớn, nhưng từ hiện tại đến xem, đây còn không đến mức để bọn người Chu Nham bỏ thành mà chạy. Chu Nham cũng sững sờ, mặc dù đại quân cuồng loạn đuổi tới y nguyên đầy khắp núi đồi, nhưng so sánh với tình cảnh bên tường thành, lại không thể so sánh nổi. Lang Hàn, hắn thì thào nói, cái gì? Một tên thiên tôn khác kỳ quái nhìn tới, hắn đây là ý gì? Ta nghĩ sở dĩ đại quân cuồng loạn sẽ trở nên ít như vậy, chỉ sợ là bởi vì một người. Chu Nham thở vào một hơi dài, biểu lộ trên mặt phức tạp không nói ra được. Làm sao có thể, một tên thiên tôn khác kinh hô, nơi đây có thiên địa áp chế, ngay cả thất bộ thiên tôn đến nơi này cũng phải chịu ảnh hưởng, so sánh với chuẩn thiên tôn cũng cường đại có hạn, làm sao có thể ngăn cản được quy mô công kích cực lớn. Bởi vì, người này là Lăng Hàn A, Chu Nham nói, Lăng Hàn, Lăng Hàn nào, một tên thiên tôn khác mặt mũi tràn đầy kỳ quái, Lăng Hàn một kỳ nguyên trước, ở trên tổng bảng lưu danh kia. Chu Nham nói, không hổ là Lăng Hàn a, vô cùng yêu nghiệt, vô cùng cường đại. Lăng Hàn kia, một tên thiên tôn khác cũng nghĩ ra, lúc này, đại quân cuồng loạn đã đánh tới, hắn cũng gia nhập chiến đoàn. Mặc dù nơi này áp chế tu vi, hắn chỉ có thể phát huy ra lực lượng của chuẩn thiên tôn, nhưng hắn dù sao cũng là thiên tôn, chiến lực vượt xa chuẩn thiên tôn. Hắn không phải đã thành phế nhân sao? hắn kỳ quái nói chu nham lắc đầu bật cười nói nếu hắn là phế nhân vậy bản tôn chính là phế vật trong phế vật ừm một tên thiên tôn khác kinh ngạc hắn biết năm đó lăng hàn xác thực yêu nghiệt nhưng cần để cho chu nham tự hạ mình như thế sao chu nham không nói gì thêm tình hình chiến đấu thực sự kịch liệt không có tường thành mỗi người đều chỉ có thể dục huyết phấn chiến không biết có bao nhiêu người vì thế hy sinh nhưng bởi vì đại quân cuồng loạn xông tới số lượng đại giảm lại bị kéo dài chiến tuyến cho nên bọn hắn vẫn ổn định trận cước, để chiến sự lâm vào trạng thái vô cùng phải rằng co. Cái này tự nhiên là bởi vì Lăng Hàn, nhưng bây giờ ai cũng không để ý tới vị anh hùng này, bởi vì một khi bọn hắn thất bại, vậy kết cục y nguyên hỏng bét. 10 ngày, một tháng, trận chiến này kéo dài suốt 47 ngày, thẳng đến tầng 2, tầng 3, tầng 4 không gian đều rút ra cường giả tới trợ giúp, lúc này mới tiêu diệt toàn bộ đại quân cuồng loạn. Cái gì, Lăng Hàn thế mà ở chỗ tường thành độc chiến đại quân? Nghe được tin tức này, tất cả mọi người chấn kinh đến nói không ra lời. Ở dưới các cường giả dẫn đầu, viêm xương vị diện bắt đầu thu phục đất mất, thời điểm bọn hắn đi vào chỗ tường thành, chỉ thấy tường thành đã bị phá hư phải bảy tám phần, mà bên ngoài tường thành thì thi thể chất đống như núi cao, một tòa lại một tòa. Cái này, phía trước còn có tiếng đánh nhau, có người thính tai, sẽ không còn chiến đấu chứ, có người run giọng nói, cái này quá kinh khủng, bất kỳ một núi thây nào Số lượng quái vật liền đủ để ở dưới tình huống bình thường giết chết một nhất bộ thiên tôn, mà ở chỗ này, có vị diện áp chế lực lượng, những chuẩn thiên tôn này thậm chí có thể mai táng nhị bộ thiên tôn. Nhưng bây giờ thì sao, núi thi đếm không hết, lại bị Lăng Hàn cùng nữ hoàng chém. Để cho người ta làm sao tin tưởng, bọn hắn tiến về phía trước, đi qua núi thi này đến núi thi khác, nhìn mà bọn hắn đều kinh hãi. Chỉ sợ quái vật mà Lăng Hàn cùng nữ hoàng giết chết, so với những người khác cộng lại còn nhiều. Càng đi về phía trước, bọn hắn liền thấy được một màn cả đời khó quên. Lăng Hàn một người đứng trên đống thi thể, mà mấy trăm con quái vật thì ở các ngõ ngách xung kích, nhưng tới một cái liền giết một cái, đến hai cái liền giết một đôi, bóng người kia giống như núi lớn, vĩnh viễn cũng sẽ không ngã xuống. Cứ như vậy thời gian mấy hơi thở, tất cả quái vật toàn bộ bị tiêu diệt, chỉ còn lại có Lăng Hàn còn đứng ngạo nghễ ở chỗ cao, vừa xem phía trước, bế nghễ vô địch. Tất cả mọi người, thần hồn đều bị đoạt, hô, Lăng Hàn cũng đặt mông ngồi xuống, Liên tục kịch chiến gần 50 ngày, cho dù là hắn cũng đã tới cực hạn, lực lượng trong cơ thể chỉ còn lại có một chút, càng tràn đầy cảm giác mệt mỏi. Loại cường độ chiến đấu này quá lớn, lớn đến để cho yêu nghiệt như Lang Hàn cũng không chịu đựng nổi. "Lang Hàn, Lang Hàn, Lang Hàn!" phía dưới, tất cả mọi người đang gọi, ánh mắt nhìn hắn phảng phất như kính ngưỡng một vị thần linh. "Đó là phế nhân sao?" Chương 3119, tiến lên nhất bộ. Không ít người tuổi trẻ đều quỳ xuống tính mạng của bọn hắn đều là lăng hàn cứu, lúc trước lăng hàn ở trong thành quét ngang, diệt vô số quái vật, cũng cứu vô số người. Có người càng khóc ròng ròng, trước đó bọn hắn đối với lăng hàn trào phúng đủ kiểu, nhưng lăng hàn chẳng những không có trách cứ, ngược lại lấy ơn báo oán, cứu bọn hắn, để bọn hắn cảm thấy vô cùng xấu hổ. Chiến tranh kết thúc, chiến dịch này, số lượng đại quân cuồng loạn bị giết đạt đến 3.000 vạn, mà chết vào tay lăng hàn, không sai biệt lắm có một nửa. Dạng chiến tích này tuyệt đối có thể để Lăng Hàn leo lên tổng bảng đệ nhất, đây là sự tình tiền cổ không có, một chiến dịch có thể chém giết nhiều chuẩn thiên tôn như vậy, mặc dù trong đó cũng có không ít tiên vương tầng 9. Tin tức truyền ra, 8 tầng không gian đều chấn động. Ai có thể nghĩ tới, một phế nhân lại có thể lập nên hành động vĩ đại như thế. Phế nhân, phế em gái người A, tất cả mọi người cảm khái, Lăng Hàn thật đúng là biết giả, có thể xưng bức phương. Nhưng càng nhiều người lại biết giả bộ như vậy lại có mấy người có thể làm được. Hơn một nghìn vạn chuẩn thiên tôn A, đoán chừng đều có thể ở dưới trạng thái bình thường mài chết tam bộ, mà ở trong đó áp chế tu vi, đừng nói tam bộ, dù tứ bộ, ngũ bộ cũng có thể bị giết chết. Dạng chiến tích này, dù bỏ thất bộ thiên tôn vào, lại có thể làm thành sao? Sau trận này, danh tiếng của Lăng Hàn lập tức tăng vọt, chẳng những trở lại độ cao lúc trước cùng Ngô Hạo Dương đỉnh phong chiến một trận, thậm chí còn vượt xa. Sau chiến tranh, tường thành cấp tốc trùng kiến mấy người lăng hàn cũng về tới nơi này, bởi vì không biết đại quân cuồng loạn lúc nào lại ngóc đầu trở lại, người người đều phải lên tường thành hỗ trợ chữa trị. mà cho dù ở dạng trạng thái bận rộn này, người dành thời gian tới bái phỏng lăng hàn vẫn núi liền không dứt. lăng đại ca, cảm ơn người lấy ơn báo oán, cứu được chúng ta. mấy người trẻ tuổi tới, quỳ gối ở trước mặt lăng hàn, mặt mũi tràn đầy vẻ áy náy. đây là người trước đó trào phúng qua lăng hàn, không nghĩ tới được lăng hàn cứu tính mệnh, về sau biết hành động vĩ đại của lăng hàn tự nhiên càng kích động đến tê cả ra đầu. Đây mới thật là anh hùng, cho dù bị người chửi bới, y nguyên kiên chỉ lý niệm trong lòng. Lăng đại ca, lăng đại ca, càng ngày càng nhiều người tới, đều gọi lăng hàn là đại ca, mặc kệ số tuổi thật lớn hơn hay nhỏ hơn lăng hàn, ở trong mắt bọn họ, đây chính là một thần chỉ, đáng giá bọn hắn cung bái. Chiến dịch này đặt vững địa vị độc nhất vô nhị của lăng hàn, từ một ý nghĩa nào đó tới nói, hắn thậm chí có thể sánh vai với thất bộ thiên tôn. Chu Nham cũng tới, Hắn thở dài nói: "Trước đó ta tiến lên Thiên Tôn, còn nghĩ rốt cuộc vượt qua ngươi, không nghĩ tới coi như ngươi chỉ là chuẩn Thiên Tôn cũng áp chế ta đến xích sao. Có đôi khi, ta cảm thấy rất không cam lòng, vì cái gì thế gian sẽ có yêu nghiệt như ngươi tới áp chế ta, nhưng bây giờ ta lại cảm thấy may mắn, may mắn có dạng yêu nghiệt như ngươi, trận chiến tranh này mới có thể kết thúc. Lấy chúng ta thắng lợi mà kết thúc." Lăng Hàn cười ha ha, vỗ vỗ vai Chu Nham, "Chúng ta sẽ thắng." Hắn nói lòng tin tràn đầy. "Ừm." Um, chu nham cũng gật đầu lăng hàn không có tham dự kiến trúc tường thành ai cũng biết hắn tiêu hao rất lớn tự nhiên phải để hắn nghỉ ngơi thật tốt hơn nữa lăng hàn cống hiến lập công lao đã xưa nay chưa từng có nếu như chiến tuyến của bọn hắn bị công phá không chỉ tầng không gian thứ nhất thất thủ đại lượng lãnh thổ dưới phản ứng dây chuyền bảy tầng khác cũng sẽ như thế cho nên công lao của lăng hàn to đến kinh người hắn lại không thèm để ý hư danh với hắn mà nói không có nửa điểm ý nghĩa Hắn muốn là thực lực tăng lên. Lăng Hàn bắt đầu bế quan, đồng dạng còn có nữ hoàng, trên thực tế sau một trận sinh tử ác chiến, đối với rất nhiều người mà nói đều là một thời cơ tăng thực lực lên, thậm chí đột phá cảnh giới. Hắn dự định đột phá thiên tôn, nguyên bản hắn còn cảm thấy căn cơ không có vững chắc, nhưng trước đó chiến một trận thật sự hoàn toàn ép ra tiềm lực của hắn, cũng làm cho hắn hoàn toàn phóng thích chiến lực, để hắn thấy rõ trạng thái của mình. Có thể, hắn tự nhủ, đối với Lăng Hàn mà nói đột phá thiên tôn dễ như trở bàn tay, bởi vì lực lượng của hắn bắt nguồn từ thân thể. Hắn cần làm, chính là buông tu vi ra, oanh, mỗi một tế bào trong cơ thể đều chấn động, phóng xuất ra năng lượng kinh khủng, nhưng lần này không phải lưu chuyển ở trong cơ thể, rèn luyện thân thể của hắn, mà bắt đầu xúc tích ở trong kinh mạch, ra chỉ chiến lực của hắn. Lăng hàn thét dài một tiếng, chui vào trời cao, ông, giữa thiên địa có một cỗ lực lượng đặc thù vào tới, cùng hắn dung hợp lại cùng nhau, vô cùng cuồn cuộn đây là lực lượng độc nhất vô nhị của viêm xương vị diện để hắn cảm thấy thiên địa vĩ đại nếu như bây giờ đối kháng có lực lượng này trong nháy mắt lăng hàn liền sẽ bị nghiền thành cặn bã chết đến không thể chết thêm bởi vì đây chính là lực lượng của vị diện siêu cao cấp ít nhất cũng phải lục bộ thiên tôn mới có thể chống lại lăng hàn lại tự tin khi tu vi của hắn đi lên lực lượng trong cơ thể được rút ra từ viêm xương vị diện cũng có thể trưởng thành đến tình trạng như vậy nghĩ lại một chút cái này cực kỳ khủng bố chỉ là một đạo lực lượng trong cơ thể hắn liền có thể chống lại một vị diện, vậy trong cơ thể hắn lại có bao nhiêu đạo lực lượng như vậy? Mỗi một đạo đều có thể tiến hóa, đề cao, đây mới là lực lượng của Lăng Hàn. Đúng vậy, sáu loại lực lượng bản nguyên của nguyên thế giới ở cấp độ cao hơn hết thảy, nhưng không chịu nổi số lượng vị diện nhiều a. À? Bất quá, ta đương nhiên cũng sẽ không bỏ rơi lực lượng bản nguyên, tương phản, có sáu loại lực lượng bản nguyên dung nhập, lực lượng vị diện mới có thể khỏe mạnh trưởng thành, đây là hỗ trợ lẫn nhau. Lăng Hàn rút ra lực lượng thiên địa, lại thêm lực lượng trong cơ thể dũng mãnh tiến ra, đấm ra một quyền, oanh, thiên địa ầm ầm vang vọng, chân trời bị xé mở một cái lỗ đen, mơ hồ có thể nhìn thấy vô số xúc giác dương động. Hắn liền tranh thủ lấp cái lỗ đen này lại, trong hư không là thế giới của cuồng loạn, nó có thể thông qua hư không nhúng tay đến bất kỳ một vị diện này, điều kiện tiên quyết là phải thay nó đốt sáng lên một chiếc đèn.